lâm sàng chúng ta biết thì tốt, không biết thì chúng ta cứ để cho các nhà miễn dịch đã làm. Nguyên nhân thì ngày càng nhiều, các bạn chẳng cần nhớ, chỉ cần nhớ là gì, trong bệnh viện, môi trường, ví dụ như là trong thức ăn chẳng hạn, từ các loại hạt đến các loại thức ăn đến tâm đến hạt lạc vân vân, hay là chúng ta có các loại thuốc trong bệnh viện, từ kháng sinh đến chất cản quang vân vân, đến aspirin, các chất khác, đến cả thật găng tay của người bị dị ứng. Và ngoài ra rất nhiều các cái chất trong môi trường, hóa chất công nghiệp chúng ta ngày càng nhiều, và thậm chí là có những cái mà Mỹ người ta cũng chưa bao giờ biết, giống như Việt Nam ta vẫn có. Ví dụ chúng ta đã có các bệnh nhân ví dụ dị ứng với lại cái dọc mồm, ăn bún dọc mồm xong lần thứ nhất thì ngứa mồm, mấy ngày sau thèm quá lại ăn lại, thế là cuối cùng bệnh nhân nó khó thở, ngạt thở, ngủ lại, đây là đến đường tuần hoàn. Hoặc ngược lại, gần đây các bạn nhìn thấy trên thông tin đại chúng, một thanh niên thái củ hành người thế mùi đấy và ngạt thở luôn, phù rất nhanh. Và tại sao trong trường hợp này chúng ta lại quan tâm cái phù? Nó chỉ nói về mặt hình ảnh của cái thẩm mỹ thôi, nhưng mà chúng ta đáng ngại là gì? Phù có nghĩa là gì? Nó thoát nước từ đâu ra? Đó là từ tổ chức kẽ. Bình thường 50% đường nước ta ở trong tế bào, 15% ở khoảng kẽ và 5% trong máu. Trong trường hợp này mạch máu của chúng ta đã giãn ra, các nước, các cái chất trong đặc biệt là nước ở trong mạch máu nó chạy ra ngoài, thì mới dẫn đến hiện tượng phù. Cho nên sẽ dẫn đến hai cái: một là gì, nó gây hẹp đường thở, hà hỏng thanh quản, phù nề phế quản, hoặc là, và quan trọng hơn là gì, nó dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn trong lòng mạch. Chúng ta nhớ rằng thể tích máu của bao gồm ta khoảng 40% là các loại tế bào hematocrit, còn 60% là các loại nước và dung dịch và các chất. Thì bây giờ cái lượng nó phải đủ cho cái đầy cái hệ thống mạch máu và các buồng tim, thì cái tim nó bóp thì nó mới chạy đi, chúng ta gọi là tuần hoàn. Thế trong trường hợp nếu cái thể tích trong lòng mạch của chúng ta bị giảm xuống, thì cái gác bóp của tim nó sẽ giảm xuống, và chúng ta sẽ thấy gì, chúng ta bắt mạch sẽ thấy gì, nó sẽ nhỏ và thậm chí không bắt được. Cái đấy là cái đáng ngại, đúng không? Và thời gian các bạn thấy gì, thái và củ hành ngửi đến một cái là có thể, nếu mà không khẩn trương tiêm adrenaline chúng ta có thể hy sinh. Và ngược lại, chỉ cần tiêm một mũi adrenaline nếu mà kịp thời ngay thì bệnh nhân có thể qua được. Hay là một hình ảnh thứ hai, các bạn nhìn một thiếu nữ bị phản vệ nguy kịch do bị ong đốt. À, nếu chúng ta có adrenaline tiêm ngay thì bị ong đốt, sau khi bị ong đốt khó chịu vật vã cũng huyết áp tiêu luôn, thì chắc chắn khi đến bệnh viện chúng ta sẽ giảm bớt được rất nhiều, không phải áp dụng rất nhiều các kỹ thuật lọc máu đến suy đa tạng vân vân, cứu được bệnh nhân này rồi, nhưng mà nó cũng rất là tốn kém và có khi còn tử vong nếu không kịp. Ngược lại, cấp cứu tại chỗ, nếu chúng ta biết thì chỉ cần tiêm một mũi adrenaline với liều 0.3-0.5 mg thì cái hiệu quả sẽ khác. Tại sao những cái này nó quá nhiều và diễn ra khắp nơi trên các nước phát triển, người ta đã phải phổ biến cho cộng đồng? Ví dụ các cái dị ứng với thức ăn thì làm cái gì đối với những người đi vào các môi trường rừng hay biển, làm cái gì? Và người ta đóng sẵn các cái ống adrenaline với cái liều 0.3 mg cho người lớn, 0.15 cho trẻ em. Khi nào bị bật ra tiêm thẳng cái vào đùi, không cần sát trùng. Người ta đóng cái ống 2, ống 1, trên giá thị trường người ta bán được khoảng 100-200 đô. Thì chúng ta chưa có cái đấy, thường chúng ta cứ nghĩ đến bị làm sao là bê đến bệnh viện, nên cái thời gian chúng ta có thể cấp cứu được nó rất là khó. Các cái định nghĩa là rất là nhiều. Đấy, tóm lại người ta thấy cái gì? Phản vệ là cái tình trạng xuất hiện nhanh, cấp tính. Những cái gì nó từ từ, nó bị từ tuần trước rồi, tháng trước rồi, đấy không phải là phản vệ. Cái thứ hai là nó có thể đe dọa tính mạng qua các cơ chế liên quan đến tuần hoàn, hô hấp, vân vân. Cần phải chẩn đoán nhanh, cần phải xử trí đúng và nhanh. Thì cái định nghĩa của nước Anh chẳng hạn, người ta cũng đưa ra rất là đơn giản: phản ứng dị ứng toàn thân xuất hiện nhanh, đe dọa tính mạng, có thể liên quan đến hô hấp, có thể tuần hoàn. Và người ta nhấn mạnh rằng thường kèm theo các triệu chứng của da niêm mạc. Nhiều bạn cứ hiểu rằng là gì, trong phản vệ phải có dấu hiệu của da niêm mạc. Thưa các bạn, nếu mà da nó sung huyết được, có ngứa được, thì nó phải có nước, nó phải có máu chạy trong cái mao mạch đấy. Và trong trường hợp thủy mạch thì chúng ta sẽ không có nổi đâu. Ví dụ bệnh nhân chúng ta chỉ nhìn thấy bệnh nhân thoáng ngất, và chúng ta bắt mạch quay bệnh viện nó nhỏ hoặc không bắt được, chứ không phải chúng ta nhìn thấy. Và các triệu chứng tương tự người ta cũng chia ra nhiều các mức độ khác nhau. Thì một các cái
các mọi người hay nói đến các nghiên cứu của tác giả Samson từ năm 2006, sau đó là đến năm 2011 và tổ chức dị ứng thế giới viết tắt là WHO, người ta cũng dùng tiêu chuẩn này. Ví dụ người ta nói rằng phải có tiêu chuẩn của da hoặc niêm mạc hoặc cả hai, kèm theo ít nhất một triệu chứng của liên quan đến hô hấp, đấy, khó thở, co thắt phế quản hoặc là tụt huyết áp, và phối hợp với các triệu chứng của tụt huyết áp. Và cái nhóm thứ hai là gì, bệnh cảnh thứ hai là gì, có ít nhất 2 trong 4 triệu chứng, có thể đó là liên quan đến da, liên quan đến hô hấp, có thể liên quan đến tụt huyết áp, có thể liên quan đến tiêu hóa, đau bụng, nhiệt chảy. Và cái dấu hiệu thứ ba, cái nhóm bệnh thứ ba đó là gì, là tụt huyết áp và hậu quả của tụt huyết áp. Trẻ em thì phải giảm bao nhiêu, dưới 70 hoặc giảm 30% so với trước. Và tác giả này năm 2011 người ta còn chi tiết hóa hơn. Nhưng sau này chúng tôi thấy nếu định nghĩa theo cơ chế sinh lý bệnh của dị ứng thì nó không đúng. Qua cơ chế IgE, rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta hiện nay chẳng liên quan đến IgE. Nếu chúng ta ví dụ tụt huyết áp phải liên quan đến sau khi tiếp xúc với một chất mà chúng ta đã biết trước bị dị ứng từ trước, đúng không? Đúng, nhưng nó không đủ. Rất nhiều cái mà nó gây ra mà chúng ta không hề biết trước vì nó không liên quan cơ chế IgE. Trên mặt lại trên lâm sàng thấy là không nên dùng cái định nghĩa này. Và các tác giả khác người ta cũng tương tự. Đấy. Và cập nhật của cái tổ chức dị ứng thế giới năm 2020 người ta có thay đổi. Ví dụ các định nghĩa năm 2011 người ta nói rằng triệu chứng liên quan đến dị ứng, và các tổ chức của châu Âu, của Úc, vân vân, người ta cũng đưa ra các cái định nghĩa khác nhau. Nhưng tôi thấy cái định nghĩa của tổ chức y tế thế giới, người ta thấy gì đó tình trạng cấp tính mà liên quan đến cái tình trạng đe dọa tính mạng, và mà đấy là những cái mà chúng ta cần phải quan tâm, còn có thể liên quan đến dị ứng hoặc không. Đấy, nhưng mà thì người ta thứ hai là người ta trong trường hợp này thì tí nữa sẽ nói về vấn đề phân loại. Thế bản chất của nó là gì? Thôi chúng ta bỏ cái cơ chế nó ra một bên. À, khi mà các cái chất mà nó được giải phóng ra histamine, prostaglandin, NO, leukotriene vân vân thì nó gây ra cái gì? Cái chữ màu đỏ các bạn nhìn thấy, ví dụ tăng tính thấm thành mạch. Đấy là phù này, sẩn ngứa này. Cho nên là nước nó chạy ra ngoài, áp lực trong mạch máu chúng ta nó không đủ nữa, tim bóp không đủ nữa, chúng ta mới thấy bệnh nhân nói gì, mạch nhanh lên, nhỏ hoặc tụt huyết áp luôn. Đấy, còn giãn mạch ngoại vi, cơ chế của là gì? Do giãn mạch ngoại vi và co thắt mạch vành dẫn đến tim cũng bị ốm. Một là gì? Không đủ tuần hoàn trở về. Cho nên là tim nó bóp đi cũng giống như là tát cái gầu nước nó không đầy. Cái áp lực tưới máu đẩy ra ngoài động mạch chủ mà mạch vành được tưới bởi huyết áp tuần trường nó cũng bị thấp đi, cho nên là thiếu máu cơ tim, đồng thời nó có cả cơ chế co thắt mạch vành. Tim là cái máy bơm cũng bị ốm vì đói ăn, vì bệnh, đúng là hoặc là phổi, hoặc là đường thở nói chung, đặc biệt là gì? Hạ họng thanh quản co thắt hoặc là co thắt phế quản giống như hen. Cho nên cái cơ chế mà nó gây ra cái tình trạng thiếu oxy cấp liên quan đến cả hô hấp và tuần hoàn, tùy trong trường hợp lâm sàng nó biểu hiện cái nào mạnh hơn mà thôi, mà chúng ta dễ nhận thấy, còn không phải nó chỉ có một triệu chứng. Cho nên tại sao nó dễ, chúng ta phải coi cấp cứu phản vệ như là một cái cấp cứu ngừng tuần hoàn thì vừa chúng ta mới dành thời gian được. Người ta đã chứng minh được rằng trong vòng 10 phút thì nó có thể mất đến 35% lượng nước trong lòng mạch. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng làm co mạch lại. Bằng gì? Tí nữa chúng ta sẽ nói. Adrenaline. Cái thứ hai là gì? Trong các trường hợp khẩn trương mà lượng nước chưa nhiều, ví dụ ở khoa chúng tôi chẳng hạn, cấp cứu phản vệ, các bạn điều dưỡng trong vòng là 10-15 giây thì hầu như không phải chuyển dịch. Còn khi là chúng ta đã chậm hơn thì bắt đầu nước nó chạy ra ngoài rồi, kiểu gì chúng ta cũng phải chuyển dịch. Thậm chí nước nó còn chạy ra đến mức độ và chúng ta phải truyền dung dịch keo, còn bao nhiêu nước nó chạy hết cả ra ngoài và bệnh nhân cứ phù tướng lên, còn thể dịch trong lòng mạch thì ít đi. Tóm lại là gì? Tại sao tử vong? Chẩn đoán và xử trí chậm. Xin nhắc lại, phản vệ là phản ứng xảy ra với các cơ chế IgE hoặc không, nhưng nếu mà tại chỗ và chúng ta làm được thì có thể co mạch lại bằng adrenaline thì có thể đỡ cho các sau khi xử trí tại bệnh viện. Thường tử vong là do chẩn đoán và xử trí chậm. Và cơ quan nào bị ảnh hưởng? Thứ nhất là hô hấp, thứ hai là tuần hoàn. Đấy là những cái hay gặp nhất. Đấy, và ngoài ra các cái chất này nó có thể gây ra các triệu chứng ở trên đường tiêu hóa, đau bụng, nghỉa chảy. Đấy là những cái mà chúng ta hết sức cảnh giác. Đấy, còn các cái triệu chứng nào ngoài ra nó còn có ở trên da, ngoài não vân vân, có thể ngứa rồi sổ mũi, tất cả các triệu chứng. Đây là cái sinh bệnh học. Nên tôi thấy cái sơ đồ này cũng là gần đầy đủ nhưng chưa đầy đủ. Ví dụ
Ví dụ như là chúng ta thấy là một tình trạng thoát quản, đúng nào, nó dẫn đến tình trạng thoát dịch ra ngoài, giảm tuần hoàn trở về, giảm huyết áp đấy, rồi bản thân giảm huyết áp đấy cũng giảm tưới máu cơ tim, chưa kể co thắt mạch vành, thoát quản ra ngoài đấy, nó gây ra hiện tượng phù ngoài da chúng ta nhìn thấy, nhưng quan trọng hơn đó là gì, phù phổi. Các bạn sẽ thấy bệnh nhân nặng phù phổi mà các bạn nhìn thấy dấu hiệu bọt hồng ở trên lâm sàng hoặc nghe ra nẩm đó là rất nhiều rồi, không nói chúng ta biết ngay bệnh nhân khó thở có liên quan ngay đến phù phổi, các triệu chứng nó rất là rõ ràng. Vì sao? Vì không phải tăng áp suất như trong trường hợp suy tim, ví dụ hẹp van hai lá, áp lực trong bao mạch phổi nó tăng lên, nó xì vào trong phế nang hoặc khoảng kẽ, như trong trường hợp này mạch nó giãn ra và nó gì, thoát quản. Trường hợp thứ hai đó gì, cơ chế thứ hai đó là gì, co thắt phế quản, cũng đến cả hai cơ chế này đều ảnh hưởng đến, dẫn đến thiếu oxy, cuối cùng cả hô hấp lẫn tuần hoàn phối hợp với nhau làm thiếu oxy tổ chức tế bào, đặc biệt là tế bào não không chịu nổi quá lâu khi trong tình trạng thiếu oxy cấp, cho nên người ta sẽ có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Thì chúng ta phải làm gì? Ở thế giới, ở Việt Nam, mỗi cơ sở thế giới thì người ta viết các tài liệu cho các đối tượng khác nhau thì dễ hiểu. Đấy. Thứ hai là người ta đều thống nhất là xử trí sớm, nhưng mà có những cái nó chưa thống nhất. Phổ biến ra cộng đồng để tự cấp cứu trước khi nhân viên y tế có mặt. Đó là cái quan trọng. Định nghĩa thì người ta cố gắng đơn giản, dẫn mạnh các triệu chứng lâm sàng để biết. Tôi nói ví dụ đây là một cái slide người ta cho viết cho cấp cứu liên quan đến phản vệ liên quan thức ăn của trẻ em. Ví dụ khi có bất kỳ sau khi ăn cái gì một cái triệu chứng người ta gọi là nặng, khó thở hoặc là gì tím tái hoặc là phù hào thanh quản hoặc ngứa phù vân vân, thì chọc trong một nhát adrenaline. Trẻ con thì liều 0,15mg tiêm bắp đùi, tiêm xong rồi mới được gọi cấp cứu. Ở bên Mỹ người ta là số 911, ở Việt Nam người ta là số 115. Rồi bắt đầu mới theo dõi và sau đó mới dùng các thuốc khác nếu có, kháng histamine vân vân. Còn trong trường hợp người ta nhấn mạnh rằng là gì, các thuốc mà vẫn mà không tiến triển, mà không khá lên thì vẫn phải chọc cho thêm một nhát nữa. Rõ ràng sau khi, ngay cả đối với học sinh người ta cũng dạy cho như thế. Chúng ta thấy không, là các cái triệu chứng ở rất nhiều nơi, phổi, tim, họng, miệng, da, ruột. Đấy, và nếu mà chỉ có triệu chứng nhẹ, ví dụ như quanh chỉ hơi ngứa miệng một chút hay một vài cái sẩn ở trên da, ruột có vẻ hơi đầy bụng chứ chưa có gì, thì chúng ta theo dõi, người ta có thể dùng kháng histamine để đối phó với tình trạng này rồi theo dõi. Nếu mà thấy nặng lên thì người ta làm sao? Lại phải dùng ngay adrenaline. Xin nhắc lại, cấp cứu phản vệ là cấp cứu tại chỗ chứ không phải là chúng ta chuyển đi đâu, kể cả trong một bệnh viện. Hiện nay nhiều nơi là cứ nhăm nhe đẩy sang khoa hồi sức, mặc dù có mấy chục mét thôi, không kịp đâu. Chúng ta phải tại chỗ tiêm. Đây là phác đồ của châu Âu của nhóm tác giả năm Nairano năm 2014 đăng trên tạp chí về dị ứng của châu Âu. Người ta cũng thấy là phân loại ra để làm gì, để mức độ khác nhau, nặng nhẹ khác nhau để có hướng xử trí. Tuy nhiên đấy, thứ nhất là trong trường hợp nào triệu chứng gì thì làm gì, triệu chứng sau làm gì, người ta viết rất là đầy đủ. Như các bạn nhìn vào cũng thấy là rắc rối, bác sĩ nhìn vào cũng còn thấy nhức đầu, chưa nói gì đến chị em điều dưỡng mà kể cả cộng đồng chắc là không làm được. Như chúng tôi rất là đồng ý với các cái tác giả châu Âu, người ta đưa ra sơ đồ rất là hay. Cái dòng trên cùng các bạn nhìn thấy là triệu chứng tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, vân vân, da và thay đổi với tinh thần. Dòng dưới cùng là trong dòng cái đỏ, mũi tên đỏ thứ hai là đấy là mức độ nặng, cái mà phía tay trái đỏ nhiều nhất là nặng nhất, liên quan đến trụy mạch, liên quan đến các triệu chứng hô hấp tiêu hóa, cái triệu chứng ở da là xếp loại nhất. Thì người ta dùng thuốc gì nặng nhất phải bắt đầu bằng gì, adrenaline, còn nhẹ nhất thì bắt đầu có thể bằng gì, bằng kháng histamine đấy. Tuy nhiên cái dòng cuối cùng các bạn nhìn thấy người ta viết dòng chữ rất rõ, adrenaline có hiệu quả trong tất cả các loại triệu chứng. Cho nên là ngay cả trường hợp nhẹ, chẳng may chúng ta có lỡ tay dùng một chút adrenaline cũng không đến nỗi quá nguy hiểm, đúng không ạ? Trong phiên bản cập nhật của cái tổ chức dị ứng thế giới năm 2020, người ta cũng đưa ra các cái tiêu chuẩn phải có triệu chứng ở da rồi kèm theo hai triệu chứng đấy, ba bệnh cảnh giống như thông tư 51 của chúng ta. Bệnh cảnh thứ nhất là dấu cấp tính, sợ có dấu hiệu của da hoặc niêm mạc kèm theo một trong hai triệu chứng hô hấp hoặc tụt huyết áp. Dấu hiệu thứ hai là của hai trong bốn triệu chứng, dấu hiệu thứ ba là của huyết áp, vân vân, giống như là các phiên bản trước, người ta chi tiết hóa hơn. Tuy nhiên trong trường hợp
Ngược lại, về phân loại mức độ nặng, nếu như nếu không đe dọa tính mạng, người ta trước kia người ta gọi là anaphylaxis, còn không đe dọa tính mạng người ta gọi là allergy, là dị ứng. Như trong phiên bản năm 2020, người chia là 5 mức độ, trong đó có 2 mức độ nhẹ thì người ta gọi là không phải phản vệ. Chúng ta thấy rắc rối không? Chữ vi nghĩa làm cái gì, đúng không nào? Cùng một nguyên nhân tiêm vaccine, có người chỉ hơi ngứa, có người thì phản vệ. Vậy chúng ta không xong gộp nó vào là một, để làm gì mà cứ chia bôi nó ra làm gì cho nó rắc rối ra. Chỉ có điều chúng ta chia ra mức độ nặng nhẹ khác nhau thì chúng ta có thái độ xử trí khác nhau mà thôi. Không nên đưa quá nhiều các cái thông tin như thế này vào làm rắc rối. Tóm lại là gì? Phản vệ là gì? Là xuất hiện nhanh, đặc biệt các trường hợp nặng. Đấy, và đặc xin nhắc lại là các trường hợp nặng có thể dấu hiệu ở da hoặc không. Cho nên các bạn đừng mất công đi tìm các dấu hiệu da khi người ta mệt xỉu, hạ huyết áp hoặc bắt đầu mất ý thức. Cần coi cấp cứu phản vệ như cấp cứu ngừng tuần hoàn hoặc hơn thế. Tại sao hơn thế? Cấp cứu ngừng tuần hoàn là gì? Ví dụ bệnh nhân nhồi máu cơ tim bị rung thất, là ít ra là gì? Thể tích máu trong lòng mạch còn nguyên. Chúng ta dùng cái tay chúng ta ép tim ngoài lồng ngực thay cho cái bơm của tuần hoàn, đồng thời cái nhịp thở, cái lồng ngực gọi là ép 5-6 cm, đẩy lên đẩy xuống nó giống như hô hấp. Còn trong trường hợp này thì chúng ta ép tim thì làm sao? Cái tim bóp nó không đủ, cái tim bị rỗng. Cho nên tóm lại, cấp cứu ngừng trong phản vệ nặng và nguy kịch phải coi như cấp cứu tuần hoàn hoặc hơn thế. Và cấp cứu ban đầu sẽ quyết định tiên lượng tiếp theo. Đấy, nếu quyết định được lập tái lập ngay được tuần hoàn và đặc biệt chưa mất não thì chúng ta có thể gọi người hỗ trợ rồi chuyển đi đâu làm cái gì. Còn nếu để ra mà xảy ra hỏng mất não rồi thì chúng ta sẽ rất là khó. Và nhân viên y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý là những người bên cạnh những cái người này đầu tiên. Tôi nói ví dụ sắp tới chúng ta triển khai tiêm chủng đến hàng ngàn điểm ở các xã, làm gì có bác sĩ đấy đâu ra, bác sĩ hồi sức cấp cứu, đúng không nào? Cho nên là chúng ta thấy là làm cái gì thì làm, phác đồ có phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Và một số nhận xét chúng tôi là chỉ nên phân ra nặng, nhẹ và nguy kịch. Đấy, để làm gì? Để cho nó dễ nhớ. Nhẹ là gì? Chỉ có dấu hiệu ở da hoặc niêm mạc thôi, ví dụ hơi sẩn ngứa, hơi ngứa một chút, ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa ngoài da và không thấy dấu hiệu nào của dấu hiệu nặng. Nặng là gì? Khi có dấu hiệu ở bất cứ tạng nào, chỉ cần một dấu hiệu từ đường thở: A là airway, phù lưỡi, hạ họng, khó nuốt, khàn tiếng; B là breathing, khó thở, thở nhanh, có thể có tiếng zip; SpO2 nó tụt xuống, làm sao mà xét nghiệm khí máu nhất loạn được, hoặc chúng ta cũng chẳng có nhiều khi chẳng có cái SpO2 nằm kẹp; thiếu oxy đến mức độ lẫn lộn vật vã, xanh tím thì càng thở thì càng nặng; C là gì? Circulation, mạch nhanh yếu là chúng ta phải bắt mạch. Trước khi tiêm chẳng hạn, vaccine chúng ta đo huyết áp, mạch bao nhiêu, tiêm xong người ta có thể hơi gọi là hơi lo lắng tí, nhạy từ 80 đến 85, nhưng mà nhịp nó lên đến 100 chúng ta phải rất cảnh giác, đúng nào? D là gì? Các cơ quan khác như là tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Và thứ hai cần nhấn mạnh là gì? Các mức độ này nó không cố định mà nó có thể chuyển biến rất nhanh. Có thể chỉ có dấu hiệu ở da ngứa sau đó là hết. Rất nhiều người, rất ít trường hợp bị một cái sau đó chuyển sang nặng và nguy kịch luôn. Đó là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải nhớ. Và nguy kịch là dấu hiệu đấy, liên quan đến cả hô hấp và tuần hoàn, chúng ta đến nguy kịch. Và thứ hai là gì? Các nghiên cứu trong những năm sau, những năm 2000, người ta thấy rất là nhiều các thuốc thử khác nhau, người ta thấy gì? Adrenalin, nước ngoài thì viết tắt là epinephrine, có tác dụng tuyệt đối trong cấp cứu phản vệ. Vì sao? Nó vừa co mạch, nó vừa có tác dụng giãn phế quản, giảm phù, nó có đồng thời tác dụng trên cả tế bào mastocyte. Cho nên thứ hai là gì? Tiêm bắp. Bắp ở đâu? Người ta đã thử tiêm dưới da, tiêm bắp ở cánh tay, tiêm bắp ở đùi vân vân, thì người ta đã chứng minh được rằng tiêm bắp vào mặt trước đùi là nó hấp thu rất nhanh, không nhất thiết phải tiêm tĩnh mạch. Cho nên ngay từ đầu cấp cứu người ta không khuyến cáo tiêm tĩnh mạch như thế. Thứ ba là gì? Liều nhỏ hơn. Đấy, ví dụ 1/2 mg ở người lớn, trẻ em thì ước tính theo cân, thì người ta thấy là không đến nỗi quá nguy hiểm, quá sợ. Vì hồi xưa chúng ta cứ nghĩ rằng là gì? Adrenaline làm tăng huyết áp, vỡ tim vân vân, chúng ta cứ khủng bố, là nhiều khi chúng ta lại sợ nó quá. Những năm 70 adrenaline còn được xếp loại độc A, viết chữ đen cho vào tủ hai lần khóa,
bây giờ người ta thấy là đã bỏ bớt đi rồi, nhưng tuy nhiên người ta thấy là gì, nó cần phải có sẵn hơn. Chúng ta đã bỏ ra ngoài trên xác xe cấp cứu, nhưng mà gần đây trong phác đồ về cấp cứu vaccine ở Mỹ chẳng hạn, người ta yêu cầu cũng giống như chúng ta, chắc là chiều nay Thứ trưởng Thuấn sẽ ký, là gì, nếu không có arin dùng sẵn, nó giống như cái bút ấy, bật nó ra cắm cái bờ đùi, không cần sát trùng. Nếu không làm được cái không có cái đóng ống sẵn thì chúng ta lấy syringe hút ra 1 mg đấy, rồi pha loãng nó ra được khoảng 2 thành 2 ml, ta đậy cái nắp vào để trên xe tiêm đấy, cuối giờ mà không cần dùng đến thì là điều mình mong muốn. Có bỏ đi một ống arin 1000, cái syringe 2000 cũng chả đến nỗi tốn kém. Nhưng ngược lại, nếu mà khi xảy ra rồi, chúng ta bắt đầu bẻ cái ống arin nó bé tí bằng ngón tay, à, đang cuống lên luồn cái kim vào cái cổ nó bé tí, nhiều khi còn chả thấy, không hút được. Cho nên là nhắc lại, arin phải có sẵn. Nếu có ống cái bút tiêm sẵn thì tốt, không có thì chúng ta hút sẵn nó ra. Một cái điển ví dụ nữa là gì, arin thời gian bán thì ngắn, cho nên là không đến quá sợ quá liều, chẳng may tiêm quá một tí vào bắp không có nỗi. Đấy, người ta truyền tĩnh mạch trong các trường hợp mà siêu hấp do co thắt phế quản, và giai đoạn đầu của siêu hấp cấp, nó dẫn đến cường giao cảm, tăng huyết áp và gì, mạch nhanh vã mồ hôi, đến giai đoạn mà không chịu được nữa bắt đầu nó mới tụt huyết áp và ngừng tim. Trong trường hợp này thì người ta có thể vẫn dùng arin nhưng người ta truyền. Xin nhắc lại, thấy các bạn thấy có phản vệ mà siêu hấp dẫn đến tăng huyết áp thì tăng huyết áp trong trường hợp đấy không phải là chống chỉ định của arin. Ngược lại, nhiều bạn thì không nắm rõ, cứ bảo tăng huyết áp thì dùng arin, cái đấy hoàn toàn sai. Đó, xin nhắc lại, tăng huyết áp do co thắt, do siêu hấp, tức là tăng huyết áp triệu chứng chứ không phải là bệnh tăng huyết áp. Vì các đối tượng đi tiêm của chúng ta sẽ rất nhiều. Ví dụ một bác nào bác các bệnh cao huyết áp, sáng bác đi bác quên uống thuốc chẳng hạn, mà cơn cao huyết áp nó lên mà không liên quan gì đến phản vệ thì chúng ta không có được dùng arin. Trong trường hợp đấy chúng ta phải dùng các thuốc hạ áp. Và người ta cũng chứng minh được rằng kháng histamine và corticoid không có tác dụng trong cấp cứu. Có tác dụng không? Có, nhưng không phải cấp cứu, để sau. Và đây là những cái ống người ta đóng sẵn. Trong cái ống này nó có ba cái ống, ví dụ như là của người lớn 2 cái ống 0.3 mg, của trẻ em là 0.15 mg, người ta bất cần cân nặng. Người lớn chọc cho một nhát 0.3 mg, bắt mạch đẩy nảy lên, nếu nó ok không sao. Nếu mạch ra lại thấy mạch mạch nó chìm đi, nó tồi, nó chọc cho thêm nhát nữa. Còn cái ống thứ ba đấy người ta để cho người ta tự tập. Và theo cái bài báo của năm tạp chí dị ứng này, chỉ có 32 trên 192 nước có cái này thôi. Người ta giao bán trên mạng khoảng 100-120 đô. Còn chúng ta hiện tại thời gian của nó khoảng 2 năm không dùng thì bỏ đi. Và chúng ta hiện nay là đang không có cái này. Cũng không phải là vì chúng ta không thể mua được, mà vấn đề liên quan đến tiền. Đấy. Đây này, xin nhắc lại là gì, chúng ta có sẵn arin đây rồi. Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta không bẻ ra một ống, hút sẵn vào cái syringe, đậy cái nắp nó vào, để sẵn trên xe tiêm. Cần dùng thì dùng, mà không dùng chúng ta bỏ nó đi. Làm gì đến nỗi, trong cái nhiệt độ phòng này, arin nó không bị phân hủy nhá. Đây là một cái hình ảnh là chúng tôi chụp với Bình Mai, hai chị điều dưỡng với 6 giường bệnh, lúc cao điểm 12 bệnh nhân. Chúng ta thấy truyền máu, rồi dùng thuốc kháng sinh, rồi đưa đi chụp mạch cản quang. Bao nhiêu là các yếu tố nguy cơ. Vậy thì ai là người cấp cứu phản vệ cho những người này? Tại chỗ phải là những chị em điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, chứ không phải là bác sĩ. Cho nên xin nhắc lại, làm cái gì thì làm, chúng ta phải tập huấn. Mà muốn tập huấn được cho những người này, thì chúng ta phải làm sao phác đồ nó đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng. Còn càng rắc rối, nghe có vẻ hàn lâm nhưng mà áp dụng nó khó thì tôi nghĩ là không nên. Đó, đây chúng ta vẫn nói đùa với nhau rằng gì, bác sĩ thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng, thì tôi đề nghị chúng ta phải thêm là gì, bây giờ nhìn đâu cũng thấy nguy cơ phản vệ. Cho nên chúng tôi rất sợ là tìm các cái thuốc từ sau những cái trường hợp mà bị phản vệ cấp cứu từ rất lâu rồi, và chúng tôi đề xuất là gì, không có tiêm tĩnh mạch các cái thuốc kháng sinh đấy, phải truyền. Và chúng tôi đã đề ra một phác đồ từ những năm 2010-2012 và chia ra 3 mức độ nhẹ, nặng và nguy kịch. Nhẹ là gì? Chỉ có dấu hiệu da hoặc niêm mạc hơi khó chịu và có thể dùng kháng histamine. Nếu mà không được, nếu mà được, kết quả ok, ta theo dõi tiếp 6-12 giờ. Nếu mà không được, bệnh nhân chuyển nặng, ta phải tiêm bắp ngay arin trong mức độ nặng.
hoặc ngược lại mức độ nhẹ có thể chuyển sang mức độ nguy kịch, thì đây sẽ có một cái bệnh án chúng ta sẽ xem đấy. Và sau đó thì chúng ta nếu trong trường hợp nặng hơn nữa thì chúng ta phải gì cấp cứu đường tuần hoàn. Đó là những cái sơ đồ hết sức đơn giản. Và cái kết quả của nó thì là năm 2014, sau khi mà một bạn đồng nghiệp của chúng ta, đó là một bác sĩ nội trú chuyên ngành lao bị mất. Và chúng ta biết rằng gì, bác sĩ nội trú chuyên ngành lao đã ít rồi, bị nhiễm lao từ bệnh nhân. Đấy, sau khi làm hết việc, 8 giờ tối đến lượt mình, chị điều dưỡng cẩn thận thử test xong quay lại thấy chị mất, chị ngừng thở ngừng tim luôn, cấp cứu ngừng tuần hoàn. 11, 12 giờ đêm thầy Nhung viện trưởng viện lao gọi chúng tôi phải nhiều giúp. Tôi chỉ hỏi bệnh nhân đầu còn tỉnh hay không thì thầy nói là mê mất rồi, tôi bảo thế thì hỏng. Và chị sau này chị mất trong vòng 2 ngày hôm sau. Thì sau đó chúng tôi quyết định công bố cái này ra vì nó khác với cái phác đồ của bộ. Bây giờ mình lại nói khác với bộ đâu để phiền ra, nhưng mà không sao cả. Và sau khi chúng tôi công bố và họp được rất là nhiều các ý kiến, có ý kiến thì ủng hộ, đặc biệt là các bệnh viện tư nhân. Tại sao người ta bảo bây giờ bệnh nhân chết người ta cũng bị liên đới, vớ vẩn, mất tiền sập tiệm. Còn một số bảo phải chờ cái thông tư của bộ thì mới là pháp luật, thì mới là có giá trị. Cho nên là gì, đây là một cái thông tư sau chúng tôi thống kê cho đề tài của bác sĩ chuyên khoa 2, 204 bệnh nhân đấy theo phác đồ của chúng tôi, 15 bệnh nhân không theo phác đồ. Đấy, 8 bệnh viện tham gia, kể cả bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện loại 1, bệnh tỉnh, bệnh viện tư nhân, đấy, kể cả bệnh viện loại 3, vân vân. Thì người ta kết quả như thế nào? Nhóm không theo phác đồ, 204 bệnh nhân, nam nữ thì như nhau. Và tiền sử dị ứng chỉ có khoảng 17%, mặc dù rất ít nhưng chúng ta vẫn phải hỏi tiền sử. Đúng không? Thứ hai, nguyên nhân phản vệ hàng đầu trong các bệnh viện đó là các chế phẩm máu, chúng ta chuyển máu thay huyết tương, các thuốc kháng sinh, các thuốc cản quang, đấy, các thuốc vân vân. Một số thì đến bệnh viện vì các cấp cứu về ngộ độc thức ăn, côn trùng đốt. Và các cái đường tiêm, thời gian xuất hiện vào các bạn thấy dưới 5 phút thì tiêm tĩnh mạch là lại rất là nhiều, sau đó khoảng 15-30 phút, thậm chí có người tiêm tĩnh mạch sau tận 2 giờ nó mới thể hiện. Tiêm bắp thì muộn hơn, côn trùng đốt cũng muộn hơn, đường uống thì còn muộn hơn nữa. Đó là những cái chuyện bình thường, nó liên quan đến mức độ cái đường vào hấp thụ của chúng ta. Các cái triệu chứng đầu tiên và triệu chứng sau đó, các bạn thấy cột màu đỏ các triệu chứng và màu xanh để thống kê trên các triệu chứng của da niêm mạc tiêu mạch tiêu hóa. Chúng ta thấy gì, ban đầu có khoảng 2/3 bệnh nhân có triệu chứng của da niêm mạc, đến khi xong cấp cứu phản vệ có khoảng 80%, nhưng ngược lại 31% tiêm xong một cái bệnh nhân mệt xỉu, bắt mạch rất khó mà chúng ta biết ngay. Và trong trường hợp đấy xin nhắc lại, không có dấu hiệu rửa da cả, cho nên đừng mất công đi tìm. Bệnh nhân là tiêu hóa cũng tương tự, tự nhiên là đau bụng, tiêm xong mà thấy mệt xỉu, vừa rồi trong bệnh viện trở lại đã gặp rồi. Dấu hiệu ở tim mạch cũng tương tự, dấu hiệu ở hô hấp cũng tương tự. Cho nên các dấu hiệu mà nguy cơ tử vong ấy, thì nó rất là nhanh và ít các dấu hiệu ở da bên này là. Ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới người ta cũng nói rõ rằng gì, có thể có các triệu chứng kèm theo da với niêm mạc. Cho nên chúng ta xin nhắc lại, còn các triệu chứng của chúng ta tự sẩn sẩn ngứa ngứa, thò tay vào quần gãi, chúng ta ai cũng bị cả. Tỷ lệ bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng 1, 2, 3, 4, 5 triệu chứng rất là nhiều và nó cứ lẫn lộn làm chúng ta sẽ khó các nhận định. Huyết áp thì trong trường hợp mà chẩn đoán phản vệ thì đây chẳng hạn là cái trường hợp, và đây nhiều khi được chẩn đoán phản vệ 70% huyết áp lúc bây giờ bình thường đã chẩn đoán phản vệ rồi, mạch tăng lên 120, 130 là phải nghĩ đến rồi, đừng đợi tụt huyết áp. Đấy, chỉ có 20%. Còn 10% tăng huyết áp trong các trường hợp gì, suy hô hấp. Và tăng huyết áp ở đây là gì, tăng huyết áp triệu chứng. Mức độ ban đầu vào viện theo cái phân loại chúng tôi vào khoảng 20% là mức, là khoảng 36% là mức độ nhẹ. Đấy, mức độ khoảng 43% mức độ nặng và 20% mức độ nguy kịch. Đấy. Và các triệu chứng ví dụ như là liên quan đến mức độ nhẹ chẳng hạn, chỉ có dấu hiệu ở da niêm mạc và không hề có dấu hiệu hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh. Nặng chẳng hạn, ok, 76% có dấu hiệu ở da niêm mạc, còn lại 98% có dấu hiệu hô hấp, 63% có dấu hiệu tuần hoàn hoặc là tiêu hóa thần kinh. Nguy kịch chẳng hạn thì các bạn nhìn thấy thống kê chỉ có một nửa số bệnh nhân nguy kịch có dấu hiệu ở da hoặc niêm mạc, 100% có dấu hiệu hô hấp và 93,6% có dấu hiệu ở tuần hoàn thần kinh. Chúng ta thấy rõ ràng là gì, để ý các triệu chứng về hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, quan trọng hơn là gì, các dấu hiệu ở da.
là ai phát hiện ra thì hầu hết chúng ta nhìn vào đây là bác sĩ đâu, không phải, đó là điều dưỡng, đúng không ạ? Xin nhắc lại, vì thế chúng ta phải đưa ra các xử lý cho nó đúng. Sử dụng adrenaline, đấy, 16 phần bệnh nhân, khoảng 21% sau khi tiêm kháng histamine rồi, tình trạng bệnh nhân nặng lên, vẫn phải dùng adrenaline. Và trong trường hợp nghiên cứu này, 100% các trường hợp nặng và nguy kịch đã được dùng adrenaline ngay từ đầu. Đấy, và kết quả là gì? À, tỷ lệ ban huyện, đây là cái tỷ lệ, đúng nào? Đấy, khởi đầu cái liều 145 ông tiêm một nhát, thoát ra được, không cần. 75 ông phải nhắc lại liều thứ hai. Khi nào ta tiêm lại? Tiêm xong thì thấy bệnh nhân mạch nó lại chậm chậm, là nhanh bệnh nhân ý thức lại tồi đi, hoặc là đau huyết áp lại chọc cho nhát thứ hai. Khoảng độ 30% là sau hai nhát tiêm rồi, phải duy trì liều truyền. Đấy, liều nhỏ nhất và liều cao nhất ở trước kia. Cho nên xin nhắc lại, chúng ta điều chỉnh liều, kể cả sách tài liệu nước ngoài người ta có ghi rất rõ, titrate đó là gì? Gia giảm, đừng có đưa ra một cái công thức truyền bao nhiêu giọt phút, cái đấy không đúng. Phải đáp ứng của bệnh nhân là điều quan trọng nhất. Và các thời điểm tiêm, các triệu chứng lâm sàng nó thấy sau 5-15 phút, à sau 5 phút thì ít, khoảng 15-30 phút, à 1 giờ các triệu chứng hầu như là gì? Nó xuất, nó thay đổi rất là nhiều, hô hấp, thần kinh. Trong vòng khoảng 30 phút là hết chuyện. Nhiều bạn đến học cho tôi bảo sao cấp cứu phản vệ đơn giản thế thôi. Thế thôi, nó đơn giản lắm. Nếu chúng ta phát hiện ra, nếu chúng ta làm ngay từ đầu trong khoảng 15-20 giây đầu tiên, còn lại nếu chúng ta để chậm một tí là bắt đầu lôi thôi. Thay đổi như thế nào? Ở bệnh nhân có tăng huyết áp do siêu hấp, à, khi người ta dễ thở hơn thì huyết áp nó lại xuống và mạch nó lại chậm lại. Ở cái nhóm bị tụt huyết áp do giãn mạch và thoát quản, chọc trong một nhát cái gì nó co mạch lại và không thoát quản ra ngoài, hạn chế thoát quản ra ngoài thì huyết áp nó lại lên. Đấy, thuốc được lựa chọn đầu tiên đó là sử dụng đều rất là đúng. Đấy, nếu với nhẹ thì dùng kháng histamine corticoid, và nặng là gì, adrenaline, đều làm đúng phác đồ. 15 bệnh nhân không theo phác đồ này ở các bệnh viện đấy thì có 4 bệnh nhân thuộc nhóm nhẹ, nghĩa là chỉ dấu hiệu hơi ngứa một chút thôi, thì có lẽ là chúng ta chữa kiểu gì nó cũng được, đúng là có tiêm hay không tiêm thì nó cũng một lúc nó tự nó khắc hết. Đấy, 11 bệnh nhân nặng, 6 bệnh nhân nguy kịch, không dám dùng adrenaline hoặc chỉ dùng khi tụt huyết áp hoặc cấp cứu gần tuần hoàn, có 4 bệnh nhân. Lý do mà tôi hỏi là các bạn ấy chưa nắm vững, không dám làm, chạy đi gọi hỗ trợ, gọi điện thoại báo cáo cấp trên, hoặc là gì vì bộ chưa có hướng dẫn, thì kết quả ra làm sao? Thì có 5 ông tử vong trong tổng số 15 ông, trừ 4 ông nhẹ, còn 11 ông nặng và nguy kịch thì hy sinh mất 5/11. Thế chúng ta thấy có buồn không? Đấy, một số các ca lâm sàng để minh họa là gì? Chúng ta phải chẩn đoán bằng lâm sàng chứ đừng có xét nghiệm gì cả. Đây là cái cháu bé 22 ngày tuổi ở bệnh viện Hùng Vương, mổ đẻ 3 cân, về nhà ok rồi. Sau nửa tháng vào viện vì viêm phế quản, dùng thuốc 5-7 hôm hết rồi, chuẩn bị cho ra viện, mẹ cháu đi ra chợ mua một cái khăn ướt về lau mặt cho cháu. Sau lau một cái nó bắt đầu mặt phù lên, đúng nào, phù vật vã, quấy khóc. À, bây giờ cái cháu 22 ngày tuổi, nếu theo định nghĩa huyết áp phải dưới 70 cộng trừ SD bao nhiêu, tôi hỏi các bạn đo kiểu gì bây giờ? Bạn nào đo được huyết áp cho tôi, cho cháu này? À, đúng không? Thứ hai, các bạn ấy khám gì không thấy chân dít thanh quản, loại trừ luôn là không phải. Thứ hai, phổi không rõ ràng, nhưng nhìn thấy SpO2 bắt đầu nó tụt xuống, mạch nhanh lên rất là nhanh. Cho các bạn nghĩ ngay ra phản vệ. À, các bạn đã tiêm bắp 1/5 mg. Đấy, cho nên gì? Sau tiêm làm sao? 5 phút các bạn mất dần mạch, từ 175 mà nó chậm dần, SpO2 từ 94% bắt đầu nó tăng lên. Đúng nào, sau 17 phút hết chuyện, mạch còn 140, đúng như sinh lý của trẻ mới đẻ, SpO2 99%. Chứ nếu chúng ta không xử lý như vậy, à, chúng ta làm gì bây giờ? Đấy, chúng ta thấy mà. Ca lâm sàng thứ hai, mẹ một điều dưỡng của khoa chúng tôi, đã chẩn đoán phản vệ. Bà cụ bị cái sơ gan, bị ca hóa, đã nút mạch nhiều lần, suy dinh dưỡng. Quá trình phản vệ là gì? Vì bà cụ có cái suy dinh dưỡng, truyền các dung dịch, acid amin, vân vân. Truyền 5 ngày rồi, cùng một lô thuốc, nhưng mà mẹ thì vừa nằm viện, con thì vừa đi làm. Cho nên vào ngày thứ 6 bà thuốc mẹ về, đi ở nhà thì con mang thuốc thì hết giờ làm, mang về truyền cho mẹ. Truyền lúc 20 giờ, cùng một lô thuốc đã truyền 5 ngày, thì bắt đầu xuất hiện khó thở, thở dít, huyết áp tăng vọt lên.
bạn vừa gọi điện thoại báo cáo, đồng thời bạn vừa xử lý tiêm bắp adrenaline, vừa gọi hỗ trợ, vừa gọi taxi chở mẹ đi, và tổng cộng khoảng 7-8 lần thì bạn đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng của bụng bà cụ đỡ. Cho nên chúng ta thấy gì, nếu chúng ta không xử trí tại chỗ và chúng ta gọi 115 thì đều là không kịp, đúng không nào? Ngay cả chúng ta có cần phương tiện gì ở đây không, chả có cần phương tiện gì cả, thế không nào? Cho nên chúng ta thấy là gì, phải xử trí, không nhất thiết cầu kỳ. Ca lâm sàng thứ 3 ở bệnh viện Thanh Hóa, bạn Thảo ở bệnh viện Bá Thước, bạn đi học chuyên khoa 1, mùng 1 Tết bạn về bạn trực, con chị trưởng khoa dược và bị một con ong đốt, có một con thôi nhé, sau bắt đầu khó chịu, khó thở, đấy. Cho nên là gì, bắt đầu khó thở kiểu hen, nó bị hen bao giờ đâu, nói được câu dài câu ngắn dần, mạch nhanh lên 120, huyết áp tăng lên 170, vậy chúng ta chẩn đoán là gì, hen phế quản hay phản vệ, đúng nào? Hen đây trong trường hợp này là một cái biểu hiện của gì, co thắt phế quản của cái phản vệ mà thôi. Cho nên là bạn bảo phải tiêm adrenaline đi, tôi thấy là ở ngoài cái chỗ mạch mai người ta làm thế này đấy, thì có người bảo không được tiêm đâu, coi chừng thứ nhất là chưa có dấu hiệu ở da, thứ hai là chưa có sốc, sốc định nghĩa là phải huyết áp dưới 90, và đây huyết áp 170. Nếu mà tiêm adrenaline nó có thể làm huyết áp tăng nữa và làm xuất huyết não vỡ tim và chỉ định khí dung, thì trong trường hợp này các bạn có khí dung không? Nếu người ta không thở được, nói được câu ngắn 1-2 từ có nghĩa là ngạt thở rồi, chúng ta khí dung kiểu gì? Chúng ta chỉ khí dung mức độ nhẹ mà gì, người ta còn thở được thì thuốc nó mới chui vào trong phế quản, nó ngấm làm giãn phế quản. Còn khi trong trường hợp này chúng ta không có khí dung là mất thì giờ. Bạn ấy gọi là bệnh nhân là nguy cơ nặng hơn, thì mẹ bạn yêu cầu gọi điện thoại hỏi ý kiến. Rất may là lúc này ta đang cầm điện thoại, tôi bảo cái này là phản vệ ra ông đốt đấy, co thắt phế quản, thiếu oxy nặng, còn tăng huyết áp và mạch nhanh là phản ứng thôi. Nếu mà để chậm nữa nó sẽ tụt huyết áp, ngừng thở, ngừng tim, lại hỏng mất não. Và chả có thuốc gì khác đâu, tiêm adrenaline đi. Thì bắt đầu tiêm 1/2 ống. À, sau 5 phút không đỡ, tiêm tiếp. Sau bắt đầu 10 phút, bạn nói được câu dài hơn, 2 từ, 3 từ, 4 từ, vân vân. Cho nên là gì, chúng ta thấy là gì. Và sau 2 lần tiêm, không đỡ thì bắt đầu là truyền liên tục. Và trong khoảng 6 giờ, truyền hết 8mg. Và bạn làm thế nào? Bạn cũng làm bằng cách là gì, là theo dõi, nếu mà gì tình trạng đỡ rồi, huyết áp tăng lên thì ta lại bớt đi một tí. Cho nên là cái thay đổi cái liều adrenaline như thế nào phải hoàn toàn phụ thuộc vào lâm sàng, xin nhắc lại, không có một con số nào cố định. Ví dụ bạn thanh niên này huyết áp có trên 110, bạn tăng lên 130 hơi khó chịu, bớt đi một chút, ta lại theo dõi. Một lúc nếu mà tình trạng nó tốt lên mà huyết áp nó lại lên, lại bớt đi một tí, đến khi nào chúng ta giảm cái liều nhỏ nhất chúng ta ngừng. Ca lâm sàng thứ 4 là cơ địa dị ứng, cũng là nhân viên khoa nhà tôi. Bạn này 30 tuổi, đấy, mổ đẻ, sau mổ đẻ con thứ 2, tiêm một ống giảm đau là Phenden, tiêm bắp. Sau 5 phút bắt đầu khó chịu, là cũng lại xuất hiện khó thở, vã mồ hôi, rồi nói câu nói ngắn dần, huyết áp cũng tăng dần, mạch cũng tăng dần lên, SpO2 bắt đầu đang tụt. Thế thì bác sĩ ở phòng mổ cho thở oxy. Trong trường hợp này các bạn làm gì? Cho kháng histamine hay corticoid hay adrenaline hay là khí dung hay là không làm gì hay là theo dõi tiếp? Chúng ta thấy không nào? Diễn biến tình trạng bắt đầu đi vào vật vã, đấy, bắt đầu thiếu oxy não nơi rồi. Rất may hôm đấy tôi đến sớm, tôi mới thấy cái chị dị ứng, chị điều dưỡng trưởng cái chạy qua chạy lại, tôi hỏi làm sao mà làm gì cái chạy đi chạy lại, bảo cái cô ấy đẻ, nó đẻ thì làm sao mà nó đang khó thở. Tôi chạy sang tôi nhìn thấy, tôi bảo chết rồi, bảo làm gì đây, bảo lúc đấy có dùng thuốc gì không, bảo lúc đấy mới tiêm ống phân đen. Thế tôi bảo tôi chết rồi, cái này nó phản vệ đấy, gì phải dùng adrenaline đi. Cho nên là tranh luận với các bác sĩ khác, các bác bảo chưa dùng, từ từ, chưa mức độ sốc, thì tôi bảo cứ dùng đi, mặc dù rón rén, tiêm 1/3 thôi, chả dám tiêm nhiều. Sau đó bơm vào cái chai truyền, sau đó cái đứng đấy điều khiển cái giọt, cứ theo dõi làm sao và thấy gì, bạn ấy nói câu được 1 từ, 2 từ, 3 từ, câu dài hơn, huyết áp xuống dần, mạch xuống dần, sau đó tiếp tục. Đấy, hết khoảng 2 giờ là thoát được. Bạn này sau đó là gì, chúng tôi đề xuất là gì, không nên cho bạn đi làm tiếp xúc với thuốc, với cái nguy cơ cao quá, làm hành chính thôi. Nhưng mà trong một lần bạn ấy đi trực buổi chủ nhật vì nhiều người nghỉ quá ốm, cho nên bạn đi làm thay, bẻ mà ống bicarbonate, ngửi thấy cái mùi, bạn đổ khụy xuống sàn nhà. Thì trong trường hợp này các bạn làm gì? Rất may là nhân viên nhà tôi đã biết ngay là cô này cô rất dễ bị dị ứng,
À, có bẻ luôn ống Aladdin và chọc một nhát tiêm qua mông cũng chả kịp qua đùi, xuyên quần áo. Đấy, mặc dù cũng thấy hơi ghê và liều đến 1 mg nhưng mà thấy bạn ấy dễ thở, cựa quậy đưa lên giường. Hỏi một lúc có làm sao không? Bảo cháu hơi đau đầu, ok. Sống cái đã, hơi quá liều một tí nhưng mà có làm sao? Không có nỗi quá nguy hiểm, không có nỗi vỡ tim, không có nỗi xuất huyết não như người ta vẫn tưởng tượng. Đấy là những cái minh chứng cho thấy là gì? Muốn đọc gì thì đọc. Hàn lâm bên đâu thì hàn lâm, nhưng chúng ta cần là gì? Kết quả lâm sàng. Ca lâm sàng nó cũng rất thú vị. Đấy là một nhóm các bác sĩ bay đi Hàn Quốc, trong đó đều ăn món salad trộn Hàn Quốc trên máy bay. Sau đó có một ông đầy bụng, ngứa, tăng dần lên, bắt đầu thở rít, bắt đầu tím môi, vân vân, khó thở nhiều hơn, nguy cơ tử vong. Làm gì trên máy bay bây giờ? Làm gì có monitor? Rất nhiều ông bác sĩ đi theo, nhưng chẳng có cái gì trong tay cả. Báo cho máy bay, cơ trưởng người ta yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống Trung Quốc, người ta thu, các ghê người ta thu xếp nhanh nhất là 45 phút nữa mới xuống được. Thế 45 phút nữa có sống được đến 45 phút nữa không? Sau khi lục soát các cái túi ở trên máy bay, bắt đầu tìm được ống Aladdin. Tiêm một chát 1/2 mg. Một lúc ông hết chuyện, thế là máy bay không phải hạ cánh xuống Trung Quốc mà tiếp tục đến Seoul. Đây là chúng ta thấy là gì? Đừng sợ quá Aladdin với liều thấp tiêm bắp. Xin nhắc lại, đó là những cái. Và quay trở lại cái trường hợp tiêm phản vệ liên quan đến vaccine, vaccine nào cũng bị. Đây ở bên nước Anh người ta đã đưa ra cái phác đồ cho xem người ta làm, cũng bắt đầu bằng A, B, C, D đánh giá khi nào thấy dấu hiệu ngạt thở vân vân, một mặt người ta gọi giúp đỡ, đồng thời người ta tiêm bắp ngay 1/2 ống Aralin. Đấy, xin nhắc lại khẩn trương tại chỗ, nếu mà bệnh nhân mà khó thở và huyết áp chưa có tụt, người ta để bệnh nhân ngồi thở oxy 8-10 lít phút. Bệnh nhân mà gì mạch yếu rồi, té xỉu rồi, cho nằm chân cao đầu thấp, chọc trong một nhát Aralin rồi bắt đầu làm tiếp các thứ khác. Và đây cũng tương tự, sau đó làm cái gì? Chẩn đoán phản vệ, và người ta cũng xử lý tương tự như chúng ta, Aralin, và chậm hơn nữa thì có thể kết hợp thêm với dịch truyền. Còn lại các cái quan, các cái thuốc khác, kháng histamine và corticoid, người ta không đề cập vào đây trong cấp cứu. Hướng dẫn của CDC Mỹ về cái cấp cứu khi mà tiêm vaccine này thế nào, nó cũng rất mới. Người ta cũng làm y chang như thế. Và người ta yêu cầu gì? Phải huấn luyện một cách thỏa đáng. Đấy, xin nhắc lại là cho những các nhân viên làm sao mà vào cái nhân viên này, những người nào phải được huấn luyện thì bắt đầu đến cái chỗ tiêm vaccine. Vì người ta cũng triển khai rất nhiều, không phải chỗ nào có bác sĩ. Người ta cũng yêu cầu, theo cái yêu cầu là gì? Phải theo dõi và ít nhất nếu mà không có triệu chứng gì thì phải ngồi ít theo dõi ở đấy từ 15-30 phút. Và các triệu chứng người ta liệt kê, thường tiêm bắp là có thể từ 15-30 phút, xin nhắc lại, có thể muộn hơn. Nếu chúng ta triển khai tiêm vaccine, các bạn theo dõi lâu hơn tôi cũng đồng ý, tốt cho người bệnh. Thêm một nửa tiếng hay 2 tiếng ok, đừng có vội vàng quá là chúng ta có thể không. Đúng nào? Và thứ hai, người ta thấy nhận biết cái dấu hiệu của phản vệ là gì, người ta cũng thấy kể ra hô hấp tiêu hóa là tuần hoàn, cái hiệu da thần kinh vân vân, cũng chả khác gì chúng ta. Và người ta cũng bắt đầu bằng gì? À, để tiêm xong rồi gọi, rõ ràng là gì thế. Và người ta cũng giải thích là gì, sau khi tiêm Aralin rồi thì kết hợp có thể các cái truyền dịch và dùng một số các thuốc khác. Và đây là một cái danh mục phía trên ta nhìn thấy yêu cầu chuẩn bị những cái gì thì hiện nay chúng ta cũng đang làm. Và người ta cũng giải thích rõ là tại sao không dùng kháng histamine. Người ta bảo có tác dụng không, cái này nó thấy rõ là gì, chỉ dùng sau thôi, chứ còn ngay lúc đấy nó có thể làm giảm cái triệu chứng ở ngứa ở da và có thể giảm cái triệu chứng khò khè. Cho nên tại sao người ta có thể dùng trong cái trường hợp gì bệnh nhân nó chỉ hơi khò khè, tức là độ 1, hoặc là da niêm mạc. Còn khi nào có dấu hiệu, bất kỳ dấu hiệu nào ở ngoài da và niêm mạc, ở ngoài hô hấp, tuần hoàn, thần kinh tiêu hóa nặng thì người ta sẽ dùng ngay. Và chúng tôi nhân cái cơ hội này, chúng tôi căn cứ thông tư 51 là chúng tôi dựa vào đấy, dựa vào ba sơ đồ cấp cứu phản vệ khi tiêm vaccine. Thứ nhất, khi bệnh nhân vẫn còn khó thở với các con, cho ta ngồi, oxy mở luôn ra 10 lít phút, không tiết kiệm được gì cả. Xì ra ngoài cũng không sao, bệnh nhân mà tụt mạch nhỏ rồi với áp đặt nằm. Đấy, có thể gì? Độ 1 là chỉ có dấu hiệu ở da niêm mạc, dùng kháng histamine theo dõi. Nếu mà tốt thì chúng ta theo dõi tiếp, nếu mà không ok là gì? Có 1 trong 4 dấu 5 dấu hiệu. 1 là hô hấp, thứ 2 là tuần hoàn, thứ 3 là tiêu hóa, thứ 4 là thần kinh,
và kèm theo, có thể kèm theo các dấu hiệu của da và niêm mạc. Xin nhắc lại, các dấu hiệu nặng các bạn đừng mất công đi tìm dấu hiệu da niêm mạc. Đó, cho nên cái này nó sẽ vênh với các loại thông tư 51. Thông tư 51 thì tôi sẽ nói sau, chúng tôi đang đề nghị phải sửa đổi vì làm cho người ta nhầm lẫn rất nhiều. Ví dụ nguy kịch chẳng hạn, có một trong các dấu hiệu của siêu hấp mức độ nặng, suy tuần hoàn thần kinh tiêu hóa mức nặng thì người ta cũng xử lý ARN tiêm bắp, liều ta tính sau, ta sẽ có cách sau tiêm bắp một nhát. Đấy, kinh nghiệm của chúng tôi là gì, một nửa tiêm chỉ cần một lần trong khoảng 10-15 giây, thì khoảng 20-30% phải tiêm mũi thứ hai và khoảng 15-20% phải chuyển liên tục. Còn chúng ta cứ loay hoay càng chậm thì càng phải làm nhiều thứ, và cuối cùng chỉ truyền đường tĩnh mạch khi nào sau hai lần tiêm bắp mà không được thì chúng ta các đến lấy được đường truyền. Chứ nhiều bạn cứ bảo tại sao không truyền tĩnh mạch trung tâm, tôi hỏi các bạn tĩnh mạch trung tâm ở đâu truyền được, bệnh viện nào bao nhiêu truyền truyền được, bây giờ chúng ta triển khai ở trạm xá xã thì chúng ta chuyển đường tĩnh mạch trung tâm ở đâu, ai làm, dụng cụ ở đâu, chứ đừng có nói lý thuyết, đúng không nào. Cái thứ hai là gì, cấp cứu ngừng tuần hoàn. Cấp cứu ngừng tuần hoàn thì nhiên thấy mất ý thức, sờ mạch bẹn mạch cảnh và thấy gì, thấy thì bắt đầu người ta cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay. Trong trường hợp đấy người ta gọi tiêm tĩnh mạch, và tiêm tĩnh mạch vào đâu thì có thể chúng ta làm được, đó là tiêm tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch bẹn ấy nó khá lớn, và thứ hai là vị trí nó cũng cố định. Đấy, cho nên chúng ta trước kia các bác sĩ học trên khoa hồi sức cấp cứu buộc phải biết lấy máu tĩnh mạch bẹn, nhưng mà gần đây hình như bỏ đi rồi hay sao ấy. Và nhiều bác sĩ hiện nay chúng ta cũng chẳng khám bệnh nhân, cũng chẳng sờ được cái mạch, biết được cái mạch cảnh mạch bẹn ở đâu, cái đấy không được. Xin nhắc lại, cái đấy không được nhé. Còn cấp cứu ngừng tuần hoàn theo cái phác đồ của Tiểu hội Tim mạch Hoa Kỳ, các bạn tải trên mạng đấy, 80-90 trang tiếng Anh, nó khoảng 200 từ tiếng Việt, cho nên không có đưa vào đây làm gì đó. Và sau cùng là gì, chúng ta phải kết hợp vừa tiến hành co mạch truyền dịch và các biện pháp khác theo phác đồ, theo dõi cái gì, sau đó phải lắp monitor vào, theo dõi SpO2, nhịp thở, theo dõi điện tim, đặc biệt những người lớn tuổi có thể bắt đầu những cái lôi thôi. Cho nên là chúng ta thấy là lắp ngay cái monitor vào, kè gào chuẩn bị sẵn cái máy sốc điện, có thể xảy ra các trường hợp lôi thôi, các biến cố tim mạch, đặc biệt những người lớn tuổi, trẻ tuổi cũng có. Chúng tôi đã có bệnh nhân ngừng tim trong 5 ngày, tim nó run rẩy trên sóng, điện tâm đồ nó run rẩy như là rung thất sóng nhỏ, suốt 5 ngày nó chả đập gì cả, phải ECMO. Và cuối cùng chúng ta, với lại đề nghị cuối cùng là gì, khi cấp triển khai tiêm vaccine này, các bác nhân viên y tế phải được tập huấn cấp cứu phản vệ và cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đó là cái thông điệp chúng tôi muốn nói rõ với các bạn. Sau đây xin có một số các cái tình huống các bạn sẽ đã có thể gửi câu hỏi về rồi, và sẽ là chưa có câu hỏi, đây là cái sơ đồ tóm tắt đấy, đó là gì, ta làm cái gì khi tiêm vaccine đấy, đây là tóm tắt sơ đồ. Tóm lại là gì, luôn luôn cảnh giác với phản vệ. Không phải là tiêm một lần rồi, chúng ta thấy mẹ chị điều dưỡng của khoa chúng tôi truyền các thuốc đấy cùng lô đấy 5 ngày rồi chả làm sao, đến ngày thứ 6 mới xảy ra. Cho nên ngay cả các cái thuốc chúng ta vẫn dùng cho một lô tiêm cho bệnh nhân này 5-7 ngày rồi, chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng cấp cứu phản vệ. Thứ hai là gì, cấp cứu phản vệ là gì, tại chỗ tiêm bắp quyết định thành công và sớm, tức là ngay lập tức, chứ cứ đừng có chuyển đi đâu hay đẩy đi đâu. Cho nên là phải chuẩn bị sẵn nhân lực thành thạo. Thành thạo nào, đến mức các bạn nhìn thấy các bạn phải làm, không phải hỏi loay hoay rồi làm thế nọ rồi nghĩ, cái đó là nó khó lắm. Dụng cụ thuốc phải sẵn sàng, cuối cùng phải có một cái nhóm làm việc sẵn sàng hỗ trợ. Đấy là trong người ta nước ngoài có các cái code blue hoặc red code, tức là code đấy, thì đấy là chúng ta cũng phải học chúng ta làm như vậy. Xin cảm ơn các bạn. Đấy là một số các cái thông tin mà chúng tôi liên quan đến cấp cứu phản vệ trong vaccine. Đấy, và đây chúng tôi cũng thấy có một vài các câu hỏi các bạn đã gửi chúng tôi rồi. Câu hỏi 1, trong trường hợp phản vệ do thức ăn tồn tại trong ruột, chúng ta nên dùng phương pháp nào để đẩy ra nhanh hơn? Thứ nhất, các bạn có cái gì thì dùng cái đấy. Từ năm 2000, khoảng sau 2005 chẳng hạn, chúng tôi đã cùng với lại Bình Định làm ra cái hỗn dịch antipoid. Nó gồm có than hoạt và sorbitol. Cái này cũng học từ nước ngoài, người ta làm. Đấy, sẽ hấp thu sau đó là đẩy ra qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên vì không bán được cho nên hiện nay chẳng ai làm. Khi mà các doanh nghiệp dược người ta thấy không bán được, bây giờ cũng chẳng ai làm nữa. Đấy, cho nên trong trường hợp này thì các bạn dùng thuốc tẩy,
các bạn có thể dùng Sorbitol, Dufalac hay kể cả Fortran tôi cũng đồng ý. Miễn làm sao mà phải đẩy cái chỗ ra, còn khi nào nó còn ngấm vào người thì nó còn gây ra cái tình trạng phản vệ. Đó là bài học chúng tôi nhớ mãi. Đấy, một cô bé ăn nhậu và cuối cùng mãi không để ý, phản vệ tới gần 7 ngày mới hết, phải dùng hết 450 ống adrenaline. Và sau khi tỉnh dậy khai thác thì biết là cô ấy ăn hết 3 lạng nhậu tầm. Lần đầu tiên ăn cơm rang với nhậu, ngon quá, ăn tiếp. Cuối cùng ăn hết cả cái chỗ nhậu mẹ mang về và mẹ cũng chẳng biết, chỉ biết là về thế con nó mệt lả ra, nó đỏ, nó tụt huyết áp, lơ mơ không biết gì. Nhưng xin nhắc lại là trong trường hợp nếu mà bệnh nhân ỉa chảy thì để yên cho nó ỉa, tống nó ra, đừng có dùng thuốc cầm ỉa làm gì. Đúng nào? Câu hỏi thứ hai là đánh giá thoát sức phản vệ các phụ thuộc loại thuốc dùng không. Đấy, tôi xin nhắc lại là nó không phụ thuộc, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Đúng là cùng tiêm vaccine nhưng mà rất nhiều người có bị làm sao đâu, chỉ có một vài người bị thôi. Cho nên chúng ta thấy đường dùng có cộng hưởng thêm vào đó không. Tôi xin nhắc lại, đường dùng nó chỉ liên quan đến thời gian xuất hiện. Ví dụ chúng ta tiêm tĩnh mạch. Đấy, cho nên chúng tôi rất sợ tiêm tĩnh mạch. Như bây giờ chúng ta chiều bệnh nhân hầu như chúng ta bỏ tiêm bắp. Cho nên là cái gì mà bắt buộc phải tiêm tĩnh mạch thì chúng ta tiêm, còn không chúng ta phải cân nhắc sang thuốc uống. Câu hỏi thứ ba là tiêm vaccine một mũi và có triệu chứng như sốt 38 độ kèm đau người 3 ngày sau mới hết thì mũi tiêm thứ hai có tiêm được không? Thì đây là cái phản ứng của sau tiêm vaccine, cho nên tôi nghĩ là nó không phải phản vệ, chúng ta vẫn có thể tiêm được. Đấy. Câu 4, khi phát hiện tình trạng phản vệ và mới có triệu chứng ở trên da, có nên dùng ARN không? Trong trường hợp bệnh nhân, đấy, thì nhắc lại là trên da mà chưa có dấu hiệu của hô hấp tuần hoàn thần kinh tiêu hóa thì chưa. Đúng ạ, chúng ta xin nhắc lại, phải nhớ rõ cái phân loại. Và xin nhắc lại là gì, một trong các dấu hiệu đó, có lẽ chiều hôm nay hay là ngày mai Thứ trưởng Thuấn sẽ ký cái bổ sung này trong cái đợt COVID, tiêm phòng COVID này. Tức là gì? Một là yêu cầu tất cả các bàn tiêm phải bẻ một cái ống adrenaline ra, hút sẵn là xe lanh để đấy, cuối buổi không dùng thì bỏ đi. Trừ trường hợp nào, chỗ nào mà có cái bút adrenaline ta đóng sẵn đấy thì không bỏ đi thôi, để sẵn đấy nhá. Đừng có tiếc, không đáng bao nhiêu tiền cả. Cái thứ hai, các triệu chứng chỉ cần tiêm xong hoặc có xuất hiện các triệu chứng của hô hấp tuần hoàn tiêu hóa thần kinh đấy, chọc chọc nhát à, thì không phải bàn cãi gì cả, đừng có, đúng ạ. Rồi, trong trường hợp bệnh nhân phản vệ đang truyền ARN tĩnh mạch có thể khi nào dừng, xin nhắc lại khi nào dừng thì chúng tôi nói rồi. Ví dụ như trong trường hợp bạn bị ong đốt ở Thanh Hóa chẳng hạn, các bạn đã dừng sau 8 giờ, khi nào tình trạng nó đỡ đi, các bạn thấy là huyết áp nó lên thì chúng ta lại bớt đi một chút. Tình trạng co thắt phế quản hết rồi mà tình trạng huyết áp nó lại lên một chút, chúng ta bù đủ dịch rồi, điện giải rồi mà thấy huyết áp nó lên một chút, ta lại bớt đi một chút. Cho nên nó rất là thận trọng, từng bước một, không có một công thức nào cả. Có người giảm được rất nhanh nhưng có người giảm rất lâu, chúng ta phải căn cứ vào cá thể hóa từng bệnh nhân một, còn không quyết định khi nào chúng ta có công thức nào cả. Câu 5, có 2-3 bạn hỏi tại sao cấp cứu phản vệ trẻ em không dùng ARN tiêm tĩnh mạch. Tôi xin nhắc lại là người ta thấy rằng gì, tiêm bắp dễ làm, an toàn, có hiệu quả ngay từ đầu, và người ta chỉ dành cho tiêm tĩnh mạch sau khi hai lần tiêm bắp hoặc đã có cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đây, chúng ta không nên truyền, vì chúng ta nói rằng là chúng ta có cái đường truyền từ trước rồi, ok, nhưng chúng ta biết là liều bao nhiêu, đúng nào, thôi thì ta cứ theo cái người ta đã hướng dẫn cái liều của trẻ em lần này. Ví dụ sơ sinh 1/6 mg, 10 cân cộng trừ 5 1/5 mg, 20 cân cộng trừ 5 1/4 mg, 30 cân cộng trừ 5 1/3 mg, trên 30 cân hoặc 35 cân 1/2 mg. Bao nhiêu người trong số chúng ta biết cân nào, trừ con các bạn còn bé, tháng này nó lên mấy lạng, tháng sau lên mấy lạng, chứ bắt đầu lớn rồi chúng ta có cân mấy đâu. Cho nên xin, rất nhiều người chẳng bao giờ người ta nhớ cân, trừ mấy bạn mà cái lo mình béo hay mình gầy, bạn trai chê mình xấu hay gì, cứ suốt ngày lo cân, chứ còn mấy người ta cân đâu. Cho nên là gì, xin nhắc lại, mà có thừa hay thiếu một chút không đến nỗi quá quan trọng, liều nhỏ mà thiếu một chút không được, chọc cho nhát nữa. Mà liều bao nhiêu, 1/3 không được thì 1/2 không được thì tiêm nhiều hơn, chứ đừng có cứng nhắc một cái công thức nào cả nhá. Thứ hai là, và câu 6,
Có khi nào phản vệ liên đô không? Cái này tí nữa xin nhờ bác sĩ Phương trình bày cho các bạn. Đấy. Câu một câu nữa là đã tiêm vaccine lần 1 và không có phản ứng phụ nào. Và câu hỏi có nguy cơ phản vệ xảy ra lần 2 không? Vẫn thế hay giảm đi hay là nhiều hơn? Tôi bảo thực ra thì không thể gì nói trước được. Lấy cái gì để mà nói rằng là bạn sẽ giảm đi hoặc là không có. Không có bằng chứng. Xin nhắc lại. Cũng giống như chúng ta vẫn trình bày là gì? Rất nhiều người kể cả trong bệnh viện tiêm thuốc cùng một lô thuốc, cùng một hãng sản xuất, 5-7 hôm chả làm sao, đến ngày thứ 8 nó bị. Cho nên chúng ta cứ cảnh giác, không thấy gì, ngồi một chỗ theo dõi, yên tâm. Thế còn hơn là chúng ta chủ quan tiêm xong chúng ta lại đi đâu đó. Câu số 8, có một bạn hỏi là bệnh nhân 58 tuổi, tiền sử dị ứng với 33 về thời tiết, chẩn đoán COPD suy tim 5 năm điều trị không thường xuyên. Bệnh nhân vào viện vì tuyến dưới bị khó thở khạc đờm, sau đó truyền kháng sinh không rõ loại. Sau 2 tiếng bệnh nhân khó thở chuyển cho chúng em khám lúc vào viện ra nổi mẩn ngứa huyết áp 150%, mạch 100, sốt 38 độ, SpO2 88%, phổi gian rít nhiều hai bên. Bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng buồn nôn đi ngoài phân lỏng sau 3 tiếng truyền kháng sinh tuyến dưới. Vậy bệnh nhân mình có phản ứng độ 3 không? Trong trường hợp này, thứ nhất, bệnh nhân có dấu hiệu COPD từ trước. Thứ hai, bệnh nhân có khó thở từ trước. Còn dị ứng thời tiết cái gì thì cái đó chỉ là các yếu tố để thường xuyên thôi. Trong trường hợp này, tôi khuyến cáo các bạn bắt đầu nếu bệnh nhân mà còn thở được, chúng ta theo các khuyến cáo bằng cái gì? Khí dung và trong các trường hợp các thuốc giãn phế quản, salbutamol. Còn trong trường hợp mà người ta không kết quả, ví dụ đã dùng các cái thuốc đó mà liều salbutamol rồi các khí dung mà không kết quả mà mạch đảo vẫn đến 15-20, mạch vẫn nhanh, thì chúng ta có thể truyền adrenaline liều nhỏ bắt đầu từ 0,01 microgram. Chúng tôi quyết định trước khi đặt ống nội khí quản cho các bệnh nhân hen hay COPD mà có co thắt nhiều gọi là ACOS ấy, hội chứng trồng lốc ấy, chúng tôi vẫn thử. Và một số các trường hợp, trong trường hợp này rất khó phân định là có bị phản vệ hay không, cho nên là gì, chúng ta dành adrenaline chậm lại một chút so với các trường hợp trước. Cho nên là gì, có thể dùng adrenaline nhưng liều rất thấp 0,01 microgram, hoặc cẩn thận hơn thì chúng ta có thể dùng các thuốc giãn phế quản trước, ví dụ theo các khuyến cáo của COPD hoặc là China. Câu 9, adrenaline có khi nào là chống chỉ định trong cấp cứu phản vệ không ạ? Nếu mà chống chỉ định trong cấp cứu phản vệ, đặc biệt là mức độ nặng và nguy kịch, thì chắc là chả còn cái gì mà chữa. Đấy, cái đấy thực ra là không có chống chỉ định. Nó có thể phản ứng với một số cái tá dược, ngay cả solumeron chúng tôi cũng đã gặp các phản vệ với ngay cả solumeron, không phải là do cái methylprednisolone mà gì, các tá dược ở trong đấy, đấy là các chất bảo quản, đều là chất lạ, đều có thể gây ra các cái phản ứng dị ứng được cả. Được chưa ạ? Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có hỏi gì không ạ? Các bạn có thể gửi về liên lạc gọi điện thoại hoặc chuyển qua các cái fanpage thì câu hỏi thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Và sau đây xin liên quan đến vấn đề lidocaine, tôi xin mời bác sĩ Phương trình bày hai ca lâm sàng cũng rất là hay để chúng ta thảo luận với nhau. Vâng, vậy thì trước tiên em có thể xin mời Thạc sĩ Thạch trả lời với câu hỏi của cái bạn của một bạn đã ở trên Facebook đúng không ạ? Vâng, bạn ấy muốn hỏi là xử lý phản vệ trên bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì có cần những lưu ý gì ạ? Vâng, kính thưa thầy Bình, thưa các thầy cô, các anh chị, thì trong cái phản vệ thì bệnh nhân sẽ chết vì hai tình huống, một là bệnh nhân ngạt thở cấp chết, thường là bệnh nhân thở sau khi phản vệ xuất hiện là thở rít rồi tụt SpO2, và những trường hợp như thế thì thường là chết rất nhanh. Tình huống thứ hai là bệnh nhân sẽ chết vì suy tim cấp. Thế có một số tình huống như các anh chị biết, cái ca trường hợp mà cái cô điều dưỡng trong bệnh viện Đà Nẵng vừa rồi ấy, tiêm vaccine Covid xong, tiêm xong thì một lúc sau thì mặt đỏ tía tai và cô ấy ngừng tim. Thì các bác sĩ may quá thì bác sĩ hồi sức cấp cứu họ ở đấy, thì họ bác sĩ ở khoa hồi sức bệnh viện Đà Nẵng thì và bác sĩ Hùng đứng thấy thì thấy bệnh nhân ngừng tim mà ép tim và sau làm điện tim nữa là rung thất. Nhưng mà chúng tôi gặp rất nhiều ca phản vệ do bất kỳ nguyên nhân gì khác, trong đấy có 4-5 ca liên quan đến vaccine. Nhưng mà tuy nhiên là tất cả các trường hợp mà cũng như giống như khoảng 30-40 ca phản vệ trước đây chúng tôi gặp là suy tim nặng mà cần phải làm ECMO ấy, thì chúng tôi thấy là
các cái trường hợp suy tim thường xuất hiện trong vòng 2-3 ngày, nó cứ nặng dần trong vòng 2-3 ngày. Tuy nhiên nếu mà nó được hồi phục thì nó chỉ hồi phục trong vòng 3-5 ngày là nó hồi phục. Thế là thế thì vấn đề là trên nền bệnh nhân suy tim thì chúng ta có xử trí gì đặc biệt hay không, thì bản chất của vấn đề là trong phản vệ nó đã có vấn đề suy tim. Nên các anh chị chú ý là cái vấn đề xử trí thì về cơ bản nó không có vấn đề gì đặc biệt khác cả. Nhưng mà vấn đề suy tim mà chúng ta đang nói đến đây là cái suy tim nặng mà cái EF nó tồi quá, thì lúc đấy các anh chị có sẽ thấy tình huống như lúc nãy thầy Bình đã chiếu, thì khoảng 35% dịch nó mất ra trong vòng 10 phút, tức là chúng ta phải bù dịch vào. Nhưng mà nếu mà các anh chị bù quá nhiều thì nó dẫn đến một hiện tượng là bệnh nhân gọi là phù phổi cấp, và lúc đấy thì anh chị lại lúc này hoang mang và chúng ta không có phương tiện đánh giá, thì thường là chúng ta lại cho rất nhiều lợi tiểu, và lúc đấy sau đấy thì bệnh nhân lại đi vào cái vòng tiếp theo là bệnh nhân lại mất nước. Và cứ vòng như thế xong bệnh nhân là mất nước, xong tụt huyết áp, xong tăng liều thuốc vận mạch lên, và bệnh nhân lại càng ngoài vấn đề suy tim thì xuất hiện suy tân thận. Và hiện nay thì khoa chúng tôi cũng có một bệnh nhân sau khi mổ chuyển ngoài tử cung sốc mất máu, và tự nhiên thấy bệnh nhân suy tim tra lại thì có vẻ như là phản vệ, phù hợp hơn là phản vệ, mà thấy suy tim bây giờ EF có 20% và đang chuẩn bị làm ECMO. Thì chúng tôi thấy là đấy những trường hợp mà chúng ta phải luôn luôn để ý. Trong phản vệ có hai tình huống, một là bệnh nhân suy hô hấp, bệnh nhân tử vong do liên quan ngạt thở, suy hấp, lúc đấy thì huyết áp thậm chí có thể tăng rất cao. Và tình huống thứ hai là bệnh nhân suy tuần hoàn, nghĩa là suy sụp tuần hoàn. Nên là cái chuyện xử trí thì các anh chị chú ý là suy tim hay là không suy tim, thì vấn đề bù dịch trong phản vệ cũng rất quan trọng. Mặc dù là bệnh nhân có suy tim, có bằng chứng suy tim, nhưng bệnh nhân vẫn thiếu dịch, nên các anh chị vẫn phải cân đối. Đó là chúng ta đánh giá bằng cách nào? Chúng ta đánh giá bằng các cái dấu hiệu lâm sàng như da, niêm mạc, chúng ta đánh giá bằng nước tiểu, chúng ta đánh giá bằng các phương tiện như là CVP, đánh giá bằng phương tiện theo dõi huyết động không xâm lấn như USCom hoặc là PICO. Rồi sau đấy chúng ta làm nên này. Còn các cái địa phương ban đầu ấy, thì các anh chị vẫn phải adrenaline là quan trọng nhất. Nên là chúng ta chú ý là adrenaline là thuốc duy nhất có tác dụng ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân, và đừng có vì suy tim mà chúng ta phải cho thuốc nọ thuốc kia xong rồi bệnh nhân lại chết, vì không phải vì suy tim mà vì phản vệ. Vâng, xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phạm Thế Thạch ạ. Vâng, xin mời thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Phương ạ, trình bày về ca lâm sàng phản vệ ạ. Vâng, cho bác sĩ Phương cái trình bày hai ca lâm sàng phản vệ để chúng ta trao đổi với nhau cũng rất là hay. Bắt đầu đi. Vâng. Em xin phép trình bày về ca lâm sàng phản vệ. Em xin phép trình bày hai ca lâm sàng. Ca thứ nhất là một bệnh nhân nữ 45 tuổi vào viện vì áp xe tuyến Bartholin. Bệnh nhân này có tiền sử dị ứng với cá thu. Thế thì từ ngày 5 tháng 3 bệnh nhân xuất hiện đau vùng âm hộ và đã mùng 10 tháng 3 vào khoa sản bệnh viện Bạch Mai, thì đã được chẩn đoán là một khối áp xe Bartholin, có chỉ định chiết rạch ổ áp xe. Thế thì trước thủ thuật thì đã được bác sĩ khám, nghe tim phổi không thấy dấu hiệu bất thường, mạch 85 lần trên phút, huyết áp 140/90. Và thủ thuật bắt đầu lúc 8 giờ ngày 15 tháng 3, bệnh nhân được chích rạch ổ áp xe. Trong quá trình chích thì chỉ gây tê một ống lidocaine 2% 20ml và thủ thuật kết thúc lúc 8 giờ 20. Đến 8 giờ 25 phút bệnh nhân xuất hiện hồi hộp chống ngực, tức ngực, khó thở nhẹ, mạch lên 160 lần trên phút và huyết áp lên 160/80mm thủy ngân. Nhịp thở là 20, SpO2 100%, không đỏ da, không ngứa, không mùi nôn, không đau bụng. Với trường hợp này, dị nguyên thường rất đa dạng, và nhất là trong bệnh viện thì bao gồm có thuốc, các chế phẩm máu. Với bệnh nhân này thì ngay sau khi tiếp xúc với dị nguyên là thuốc, thì bác sĩ điều trị nghĩ ngay đến bệnh nhân bị phản vệ. Và theo phân độ của Bộ Y tế theo thông tư 51 thì bệnh nhân này có hai triệu chứng, bao gồm có khó thở, tức ngực và nhịp tim nhanh, huyết áp tăng, nên được phân độ là độ 2, và bác sĩ điều trị đã xử trí bằng theo đúng hướng dẫn của thông tư 51, đó là adrenaline là thuốc đầu tay tiêm bắp cho những bệnh nhân bị phản vệ từ độ 2 trở lên. Do đó bác sĩ điều trị đã tiến hành tiêm bắp 1/2 ống adrenaline và một ống solumeron tiêm tĩnh mạch. Sau 5 phút thì mạch 130 lần trên phút và huyết áp là 150/80, SpO2 100%. Bệnh nhân này sau đấy được chuyển khoa hồi sức tích cực.
tại khoa hồi sức tích cực khám thấy mạch 120 lần trên phút, huyết áp 140/90, Glasgow 15 điểm, không đỏ da, không buồn nôn, không đau bụng và khát nước nhẹ. Bệnh nhân này được thăm khám thêm điện tâm đồ thì thấy là nhịp xoang 120 lần trên phút, không có các rối loạn nhịp bất thường khác. Khí máu thì có tình trạng toàn chuyển hóa được bù bằng hô hấp, lactate 3,4 và HCT lên 47%. Bệnh nhân này tiếp theo được duy trì adrenaline độ 0,1 microgram trên kg trên phút và truyền natri clorua 1000 ml. Sau đó thì bệnh nhân đã giảm được adrenaline và ngừng sau 24 tiếng. Lactate thì đã giảm xuống 1,3. Vậy thì bệnh nhân này tại sao bác sĩ không xử trí như một cái ngộ độc thuốc gây tê, vì trước đó bệnh nhân chỉ có tiếp xúc với dị nguyên là thuốc tê. Thì em xin phép quay lại một chút về ngộ độc thuốc tê. Ngộ độc thuốc tê cũng là một phản ứng bất lợi đe dọa đến tính mạng xảy ra sau khi dùng thuốc tê thông qua nhiều con đường khác nhau. Tuy nhiên để xác định được bệnh nhân có ngộ độc thuốc tê hay không thì em xin phép quay lại một chút về phần dược lý. Thì lidocaine là một thuốc tê tại chỗ nhóm amid, có hoạt lực gây tê trung bình, tác dụng nhanh, thời gian tác dụng ngắn, có hai đầu, một đầu là benzen kỹ nước và một đầu là nhóm amid ưa nước. Với đặc tính này thì thuốc gây tê này có thể đi qua được màng tế bào và đi qua được các màng trong tế bào. Và thuốc này thì có tác dụng chủ yếu trên kênh natri là ngăn chặn sự đi nhanh của natri từ ngoài tế bào vào trong tế bào và ức chế hưng phấn và lan truyền của kích thích. Do đó, tác dụng của lidocaine là ngăn chặn sự lan truyền khử cực trên các tổ chức có kênh natri, nhất là ở trên mô thần kinh và mô tim. Như vậy, ngộ độc lidocaine phải nghĩ đến các cái biểu hiện sinh học trên mô thần kinh và mô tim, và thường là liên quan đến quá liều của lidocaine. Thế thì người ta đã nghiên cứu là cái nồng độ của các cái thuốc lidocaine nó liên quan đến cái độc hại ở trên thần kinh trung ương và trên bệnh nhân trụy tim mạch. Thì với lidocaine với cái liều độc khoảng gần 10mg trên kg cơ, và với bệnh nhân cụ thể như trên thì bệnh nhân này mới tiêm gây tê tại chỗ có một ống lidocaine, như vậy là có 4mg, chưa thể gây lên liều độc. Vậy thì bác sĩ điều trị họ không nghĩ đến là bệnh nhân này ngộ độc lidocaine mà nghĩ đến phản vệ do lidocaine nhiều hơn. Và thường những cái ngộ độc thuốc lidocaine thì thường liên quan đến một là vị trí tiêm vào các mô dòng mạch máu và làm hấp thu vào mạch máu nhanh hơn, hoặc là quá liều thuốc và tốc độ tiêm, hoặc là thuốc này thải từ trừ chậm ở trên những bệnh nhân đặc biệt như là bệnh nhân suy gan, giảm protein máu, hoặc là vô tình tiêm thuốc vào mạch máu. Nhưng mà và các cái triệu chứng ngộ độc thuốc tê thì trường hợp bệnh nhân trên thì có phù hợp với cả cái triệu chứng ngộ độc thuốc tê là dấu hiệu trên tim mạch là có nhịp tim nhanh nhưng mà không có các rối loạn dẫn truyền khác, nên là không nghĩ đến trường hợp này, không nghĩ đến ngộ độc thuốc tê mà nghĩ đến là phản vệ độ 2 do lidocaine nhiều hơn. Đã, dấu hiệu về thần kinh thì trường hợp này bệnh nhân này không có triệu chứng gì về thần kinh cả, nên là cũng không có nghĩ đến. Về trường hợp thứ hai, một bệnh nhân nữ 62 tuổi vào khoa hồi sức tích cực vì lý do yếu tứ chi. Bệnh nhân này xuất hiện yếu tứ chi, tê bì tay chân và có liệt mềm ngoại vi, kèm theo những cái xét nghiệm phân ly đạm tế bào và điện cơ phù hợp với cả bệnh nhân bị hội chứng Guillain-Barré. Bệnh nhân được chuyển khoa hồi sức tích cực với cái chẩn đoán là hội chứng Guillain-Barré mục tiêu để thay huyết tương. Khám lúc vào, bệnh nhân Glasgow 15 điểm, mạch 120 lần trên phút, huyết áp 170/120mm thủy ngân, thở oxy kính 3 lít trên phút và SpO2 100%. Bệnh nhân này đã được thăm khám các xét nghiệm và làm các xét nghiệm trước khi được tiến hành thay huyết tương, thì lúc vào viện HCT 45%. Bệnh nhân này chẩn đoán viêm đa dễ dân thần kinh cấp tính và chỉ định đặt catheter tĩnh mạch đùi thay huyết tương. Thủ thuật đặt catheter tĩnh mạch đùi lúc 9:15, kết thúc lúc 9:35. Trong quá trình thì chỉ dùng một ống lidocaine 2% 2ml gây tê tại chỗ. Và đến 9:40 thì bệnh nhân đột ngột xuất hiện mất ý thức, da nhợt, vã mồ hôi, không đỏ da, không rít thanh quản, mạch 130 lần trên phút, huyết áp 80/40, điện tâm đồ trên monitor là nhịp xoang nhanh 130 chu kỳ trên phút. Với trường hợp này thì vẫn theo cái tiếp cận đầu tiên thì bệnh nhân sau khi tiếp xúc với dị nguyên là thuốc thì ghi ngờ cao nhất vẫn là dị ứng, và bệnh nhân này phù hợp với cái chẩn đoán là
phản vệ nguy kịch độ 3 vì bệnh nhân có những biểu hiện ở nhiều cơ quan với mức độ rất nặng, bao gồm có rối loạn ý thức, mạch nhanh nhỏ và tụt huyết áp. Bệnh nhân này có vẫn phù hợp với cả những cái triệu chứng, đồng thời phù hợp với những triệu chứng của ngộ độc thuốc tê, bao gồm có dấu hiệu trên thần kinh trung ương là hôn mê và dấu hiệu trên tim mạch là tụt huyết áp. Thế thì với cái chẩn đoán phản vệ với nguy kịch độ 3 với thuốc ARN, với cái thuốc lidocaine thì xử trí của bác sĩ điều trị sẽ là gì? Xử trí của bác sĩ điều trị sẽ là adrenaline tiêm bắp 1/2 ống với cân nặng bệnh nhân là 50 kg. Thế đồng thời với cả những cái triệu chứng trùng lập với ngộ độc thuốc tê, thế thì bệnh nhân này cũng có những cái chỉ định điều trị liên quan đến ngộ độc thuốc tê. Thế thì quay lại về vấn đề cấu trúc của thuốc tê thì bao gồm có một vòng benzen, như vậy là kỵ nước. Thì theo các khuyến cáo thì hiện nay người ta đề nghị là truyền nhũ dịch lipid 20% để điều trị trong ngộ độc thuốc tê. Mục tiêu của điều trị này là để nhằm trung hòa thuốc tê và phân bố lại các thuốc tê cục bộ bằng cách là trung hòa và chuyển đến các cơ quan như là cơ, gan và mô mỡ. Và đồng thời theo cái thông tư 51 của Bộ Y tế thì cũng đề nghị là dùng thuốc kháng độc là nhũ dịch lipid tiên tĩnh mạch như lipofundin 20% để có tác dụng trung hòa độc chất do các thuốc gây tê tan trong mỡ vào tuần hoàn. Và những bệnh nhân này sau đấy được xử trí là adrenaline 1 mg 1/2 ống tiêm bắp và smoke lipid 20% 50 ml truyền tĩnh mạch nhanh, vì rất là may là bệnh nhân này trước đó đã được đặt catheter đùi nên là bệnh nhân đã có sẵn đường truyền và truyền rất là nhanh cái nhũ dịch smoke lipid. Và sau 5 phút thì bệnh nhân này tỉnh làm theo y lệnh, mạch 126 lần trên phút và huyết áp là 130/90. Vậy bệnh nhân này đáp ứng với việc điều trị là adrenaline 1/2 ống tiêm bắp đồng thời với smoke lipid truyền tĩnh mạch. Vậy thì bệnh nhân này là phản vệ với lidocaine hay là ngộ độc lidocaine? Thì theo dõi sau đấy khoảng 7 phút thì bệnh nhân 37 phút thì bệnh nhân xuất hiện những cái triệu chứng của hô hấp, bao gồm có là toan hô hấp cấp, ứ đọng đờm, suy hô hấp, và bệnh nhân này đã phải đặt ống nội khí quản thở máy. Đồng thời làm xét nghiệm khí máu thì thấy có HCT, xét nghiệm nhanh thì thấy HCT lên đến 53% và mạch 130 lần trên phút, huyết áp 160/100. Vậy thì cái vấn đề ngộ độc với lidocaine không thể giải thích được. Bệnh nhân cô đặc máu, trước đó HCT có 45%, đã tăng lên 53%. Như vậy thì cái triệu chứng này nó phù hợp với cả phản vệ với lidocaine nhiều hơn. Trước đó giáo sư Bình cũng đã có trình bày trước đó. Thì cái vấn đề thoát quản của những bệnh nhân phản vệ rất là nhanh, và HCT của bệnh nhân nó tăng rất là nhanh từ 45% lên 53%. Thì bác sĩ điều trị đã truyền natri clorua 9/1000, đồng thời với đó là duy trì tiếp tục adrenaline 0.05 mg/kg 9 phút, và sau đấy thì không có truyền nhũ dịch lipid nữa và vẫn điều trị theo hướng là phản vệ độ 3 với lidocaine. Thì đến 10 giờ, tức là sau đấy khoảng 7 phút thì huyết áp bắt đầu 85/50, trước đó là 160, thì đã phải tăng liều adrenaline lên 0.2 mg/kg 9 phút và phải tiếp tục duy trì truyền natri clorua 9/1000 để bồi phục lại thể tích. Thế sau đấy 4 tiếng thì mạch đã xuống từ 130 xuống 90 lần trên phút, huyết áp 120/70. Bệnh nhân thở máy qua nội khí quản, không có các triệu chứng về da, về hô hấp hay là về tiêu hóa, và phải duy trì adrenaline liều 0.05. Ca này thì sau 24 tiếng thì mới ngừng được adrenaline. Như vậy thì bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với dị nguyên, nhất là trong bệnh viện thì bao gồm các chế phẩm thuốc rồi các chế phẩm khác như là thuốc cản quang hoặc là chế phẩm máu thì đều phải nghĩ đến phản vệ và xử trí phản vệ theo thông tư 51 Bộ Y tế. Thì adrenaline chắc chắn là thuốc đầu tay trong xử trí phản vệ. Tuy nhiên sau khi phản vệ thì mình cần sau khi xử trí thì mình cần phải để ý về việc truyền dịch bồi phụ tuần hoàn. Và với những trường hợp mà phản vệ do lidocaine, nếu như không thể phân biệt được phản vệ hay ngộ độc thì một số thuốc theo thông tư 51 thì một số thuốc gây tê là những hoạt chất ươm mỡ có độc tính cao thì cần phải điều trị bằng các thuốc kháng độc như là nhũ dịch lipid. Vâng, xin mời các bạn cho đặt rất là hay.
đúng là chúng ta mà dùng lidocaine thì nghĩ đến small lipid, cái đấy đúng rồi, phòng đừng có cãi nhau, thắng hay thua nghĩa là gì, làm sao bệnh nhân sống được. Nhưng trong trường hợp này chúng ta thấy cái hematocrit nó từ 47 nó vọt lên 53% trong thời gian rất ngắn. Mình tại sao hematocrit nó tăng lên? Đó là cô đặc máu. Thế cô đặc máu nước đi đâu? Rõ ràng là nó giãn mạch nó chạy ra ngoài. Nhớ trong cái khi mà chưa rõ các cái gì chúng ta cứ dùng. Còn quan điểm chúng tôi là hiệu quả là hàng đầu. Còn bây giờ đừng có cãi nhau làm cái gì cả. Nếu bạn đang dùng lidocaine mà bệnh nhân có dấu hiệu của phản vệ, ngay cả trong ngộ độc thuốc tê thì người ta cũng có dùng adenine cơ mà. Các bạn đừng có bỏ, cái điều là liều nó thấp hơn thôi, miễn làm sao nó có hiệu quả. Cho nên nhiều trường hợp chúng ta không phân biệt được, chúng ta cứ dùng, miễn làm sao bệnh nhân sống. Đấy là điều chúng ta mong muốn. Còn không nên tranh luận, tùy các bạn. Còn mà tranh luận thắng hay thua, bao giờ tôi cũng xin nhận thua. Nhưng mà điều tôi quan tâm là bệnh nhân sống được. Đó là những cái mà chúng tôi muốn gửi cho các bạn. Nhiều khi chúng ta không dễ nhá. Xin mời các bạn đặt câu hỏi. Tôi chỉ cho nói thêm vì tại sao thông tư 51 ra đời từ năm 2017 cho đến bây giờ vẫn có nhiều cái mà làm cho các bạn lẫn lộn. So với cái thông tư 08 năm 1999 đã là một bước tiến, nhưng mà có nhiều điểm đang làm chúng ta vướng mắc và các bạn khó hiểu. Các bạn nhìn vào cái mục ba bệnh cảnh lâm sàng và bốn mức độ nặng chán nhầm gì với nhau cả. Phương chiếu lại xem nào. Slide xem. Đây, mức độ nhẹ chỉ có dấu hiệu ở da hoặc tổ chức dưới da niêm mạc như mày đay phù quinh, tương ứng với mức độ bệnh cảnh lâm sàng nào ở phụ lục 1. Chán nhầm gì với nhau. Đấy là chúng ta. Cái 2 là 2/4, có phải là đợi đủ cho 2/4 thôi. Mà trong lúc mà soạn thảo cái này chúng tôi đã đề xuất là đừng có để cái nhà nó cháy to rồi mới chữa. Nhìn cái đốm lửa nó bén vào nhà mình rồi thì mình chữa nó đi sớm lên, một trong các triệu chứng. Nhưng mà người ta cứ bảo phải đủ 2/4 triệu chứng cho nó hàn lâm, cho nó giống tây. Tùy các bác. Triệu chứng thứ ba, nguy kịch, biểu hiện ở nhiều cơ quan. Các bạn đối chiếu với tôi bệnh cảnh lâm sàng 3, tụt huyết áp 90 dưới 60 và phải có tiền sử dị ứng tiếp xúc với chất đó từ trước. Chán nhầm gì với nhau rồi. Cho nên làm cho rất là nhiều người hoang mang. Và sau cái đợt này chúng tôi sẽ có kiến nghị lên bộ phải sửa đổi. Còn cái thứ tư là ngừng tuần hoàn. Ngừng tuần hoàn là cấp cứu hoàn toàn khác và nó rất là lớn. Có bạn hỏi tôi là đề nghị thầy trình bày cấp cứu tuần hoàn, tôi bảo tôi không trình bày. Vì sao? Vì trình bày cấp cứu tuần hoàn này phải là người thật, làm thật, tập thật trên mô hình cho nó quen đi, và phải mất 1 đến 2 ngày. Bệnh viện Vinmec người ta phải mời các chuyên gia của AHA, tức là American Heart Association, sang đây dạy cấp cứu của tuần hoàn, mất nhiều tỷ đồng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là chúng ta học cấp cứu của tuần hoàn online mấy chữ không làm thế được đâu. Không được đâu. Vừa rồi bệnh viện Bạch Mai tôi thử kiểm tra cấp cứu ngừng tuần hoàn và cấp cứu phản vệ cho một loạt nhân viên, bao nhiêu phần trăm làm sai ông Thạch? Ông nói bao nhiêu phần trăm làm sai? Kính thưa thầy Bình, thưa các anh chị, thì cái thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn cho các anh chị cả điều dưỡng, cả hộ lý và thậm chí là cả bảo vệ ở bệnh viện, thì thấy đối tượng mà thực hiện tốt nhất là hộ lý. Các anh chị làm rất đào tạo lần đầu làm rất nghiêm túc, nhưng đối tượng mà làm sai nhiều thì là vấn đề chính là bác sĩ. Thì chúng tôi cũng đã đánh trượt rất nhiều bác sĩ ở trong viện, và nếu phần trăm thì thực ra là 100 người thì kiểm tra trong một buổi như thế, thì nếu mà đánh trượt thì thông thường một buổi như khoảng 4-5 người thì ạ. Nên là có nghĩa là mình tính phần trăm thì nó hơi khó, nhưng mà nhưng thực sự là để mà thực hiện được, có là mọi người tưởng là mình biết, nhưng đến khi thực hành thì lại tần làm sai hết. Nhưng các anh chị lần đầu tiên học như hộ lý thì họ lại ép tim rất tốt và họ rất đạt chuẩn theo kiểu yêu cầu của mình. Vâng. Những cái cấp cứu này là nó rất là thiết thực. Các bạn đừng nghĩ là làm cho ai, các bạn hãy nghĩ đến người thân của mình, xung quanh mình, hàng xóm mình, bạn bè mình, giúp người là mình được. Nó sẽ xảy ra thường xuyên, các cái cấp cứu ngừng tuần hoàn, các cái phản vệ. Và bây giờ ở nước ngoài, ví dụ ở New York, Mỹ, người ta bắt đầu dạy cấp cứu ngừng tuần hoàn cho học sinh trung học. Thế chúng ta là nhân viên y tế mà chúng ta không biết thì không thể nào mà chấp nhận được. Đúng không ạ? Phải học và học thật, làm thật. Và tôi vừa rồi lần đầu tiên tôi thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với ông Bộ trưởng Giáo dục: học thật, thi thật và nhân tài thật.
Còn cái này nó không lờ phờ, chúng ta cứ chậm trễ hoặc làm nó không chuẩn cái là hỏng việc. Hỏng việc đây là gì? Chết người. Vâng, xin mời các bạn cho ý kiến. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Chương trình sẽ đưa ra một câu hỏi cuối cùng của một bạn ở trên Facebook ạ. Là xin thầy cho biết là trẻ sơ sinh truyền tĩnh mạch có thể pha với dịch nào là tốt nhất ạ? Dịch thường xuyên chúng ta vẫn có sẵn có là dịch natri chloride 0.9%. Ở đâu cũng có, rẻ tiền mà nó cũng an toàn mà. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì thời lượng của chương trình tuần này đến đây là cũng đã hết ạ. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin cảm ơn ba chuyên gia đã tham dự chương trình và mang đến cho quý vị khán giả những thông tin bổ ích ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 15 giờ chiều thứ ba tuần sau với chủ đề các biện pháp bảo vệ bản thân trong đại dịch COVID-19 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường và Thạc sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ ạ. Quý vị nhớ bấm like fanpage và để không bỏ sót các cái chủ đề mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại và kính chào tạm biệt ạ. Vâng, một lần nữa trước khi tạm biệt các bạn, xin nhắc lại các bạn là các bạn phải cực kỳ quan tâm đến cấp cứu ngừng tuần hoàn và cấp cứu phản vệ. Thiết yếu cho tất cả nhân viên y tế ở các nơi mà có một người bệnh. Đấy, chứ còn cái khối gọi này là khối dự phòng người ta không có người bệnh. Mà người ta đã liên quan đến tiêm chủng là lại phải quan tâm đấy. Không phải là không đâu. Mà phải làm được thật. Chứ còn chúng ta không nên gọi là cho qua hoặc là làm nó không chuẩn. Cái đấy nó không đúng. Nhớ và hy vọng là tất cả chúng ta đều làm được. Một là giúp được cho người bệnh hay người thân của mình hay kể cả người ngoài đường chẳng may mà người ta bị thì mình có thể giúp người ta cho nó đúng. Chứ còn nếu mình có lòng tốt, nhiệt tình như mình giúp mà cái kỹ thuật mình không đúng nó không mang lại hiệu quả. Đấy, chứ còn chắc chắn là chúng tôi sẽ có kiến nghị phải sửa đổi cái thông tư 51 làm sao cho nó dễ hiểu. Chưa kể đây là các bạn nhìn thấy ba bệnh cảnh lâm sàng với bốn mức độ phản vệ chán nhầm với nhau cả. Chưa kể những các cái công thức cố định truyền bao nhiêu giọt hút thì làm sao chúng ta làm được. Chúng ta truyền adrenaline để làm gì? Chúng ta cần có một cái dòng chảy, mà có một cái áp suất, chúng ta tối thiểu phải sờ được cái mạch huyết áp người lớn ở trên 90-60, thì huyết áp trung bình trên 60 thì cái mạch vành nó mới đủ, cái não nó mới đủ. Chứ chúng ta cứ cố định như thế rồi cũng không đạt yêu cầu thì để làm gì. Cũng giống như tôi đây chẳng hạn, tôi ăn 2 bát cơm tôi thấy đủ no rồi. Ông Thạch thì ông còn đi đá bóng, còn chăm sóc bạn gái, ông ăn 4 bát. Cô Phương đây thì cô muốn giữ eo, cô ăn 1 bát. Chứ thì việc gì, tại sao cứ bắt tất cả phải ăn 2 bát cơm? Cái đấy là không đúng. Không có một công thức nào cố định cả và chúng ta phải nghĩ hiệu quả. Vì hiệu quả đây là gì? Tái lập được tuần hoàn. Việc đầu tiên là gì? Co mạch. Thứ hai là giảm bớt cái sự thoát quản của nó, mà chẳng may nó đã thoát ra rồi phải bù vào. Đấy, nếu chúng ta chậm hơn nữa thì chúng ta sẽ không có cái dòng chảy hay người ta gọi là tuần hoàn. Rõ chưa? Đấy, có nhiều thứ nó còn phải ấy, nhưng mà chắc chắn là nó không nhanh được. Cảm ơn quý vị và các bạn, các thầy cô. Xin có các bạn có hỏi bất kể cái gì, chúng tôi sẵn sàng giải đáp trong khả năng của chúng tôi. Mà cái gì chúng tôi không giải đáp được thì chúng tôi cũng nói luôn là chúng tôi không giải đáp được, sẽ nhờ các cái chuyên gia khác. Cảm ơn các thầy cô, các anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lần sau. Hay quá thầy ơi.